Phải chi mà ông hai ông chịu chụp hình thì hay biết mấy ha. Làm gì ngồi nói chuyện mình rồi cười túm tím vậy? Có làm gì đâu. Hồi nay uống gì vậy? Mật ong rồi chơi hả? Ủa? Mỹ gì mà uống mật ong? Thấy cái bụng nó không êm, pha miếng mật ong uống nữa. Lâu lâu uống mật ong cho nó thông đường ruột. Mật ong tốt lắm á. Sao bà không uống đi, còn nhóc chồng á? Uống cho đẹp da đẹp tóc rồi chứ. Tôi già rồi, uống chi? Giờ có đẹp da đẹp tóc á, đâu ai ngắm nữa đâu. Anh nè, anh ngắm em hằng đêm hằng ngày nè. Hả? Thì mình ngắm mình trước đi. Ủa? Còn nắm gì cười hoài á? Bị gì á? Bị gì? Có bị gì đâu. Không cười. Tôi thích tôi cười. Mà có nghe gì không? Nghe gì là nghe gì? Nghe mùi gì không? Nồi cá kìa. Chết rồi, cái nồi cá của tôi. Sao sao ông tắt giùm tôi? Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết tôi rồi. Có cá không lo, lo ngồi đi cười. Anh. Anh hay tin gì chưa? Tin gì em? Thì cái vụ của má. Má nào? Má lúa. Rồi sao? Má định làm lễ hấp hôn á. Gì? Gì đâu mà anh bất ngờ. Hấp hôn là mấy người trên Sài Gòn người ta làm thôi. Còn mình xéo lá này nào giờ có ai làm đâu em. Anh mắc cười quá. Trên Sài Gòn người ta làm được thì dưới quê người ta làm cũng được chứ can gì. Mà em cũng biết cái tính tía anh rồi. Thì em cũng biết. Nhưng mà hồi bữa em để ý á, em thấy nha, trong sâu thẳm con mắt của má mình á, kiểu nó ước ao được làm lễ hấp hôn lắm luôn á. Cái này ai bày ra vậy? Em á. Ông. Gì? Ở sông trên á, chú Tám ông mới chụp hình đẹp lắm. Chán nhân da ổi má nổi sóng thần rồi còn chụp hình chụp thiết gì nữa. Chụp hình làm kỷ niệm. Thế kệ người ta đi. Mắc gì ta chụp đó, mà nói tôi chi. Nhưng mà nghe nói tôi cũng thích. Thích thì chụp. Vậy nghe. Vậy ông hứa rồi đó, bữa nào tôi với ông chụp. À, làm ơn bà bỏ cái ý tưởng đó giùm tôi đi. Tôi không có chụp chét gì hết trơn á. Ủa sao vậy, ông mới nói ông thích mà. Tôi nói người ta kìa. Nhưng mà tôi thích. Bà thích thì bà. Thôi tôi đi. Vậy đó hả? Dạ dạ. Quyết tiết kiệm quá chứ. Thì coi nè. Ồ. Trời ơi, má đẹp dữ vậy ta. Đẹp không tía? Tía. Hả? Tía muốn chụp hình không? Hình gì? Thì chụp hình kỷ niệm cho tía má đó. Trời đất ơi. Vậy là má mày có đồng minh nữa rồi đó. Hiện tại con thấy má thích. Rồi con tính kêu tía chụp chung. Với lại tía má lâu rồi nè, đâu có chụp tấm hình nào kỷ niệm đâu. Bả suối phải không? Dạ, đâu có. Gì vậy? Cười cười hó hó, ghê quá, vô duyên à. Trời ơi,
thì con vui con cười, cô không vui thì thôi, tự nhiên cái không ai chụp hình cho cô, cái tự nhiên giận lây cho con. Ai nói mày tao giận? Không giận sao sáng giờ mặt mày hầm hầm nè. Mày lãng xẹ không à? Làm gì có bộ hình không mà làm gì mà giận? Tao thích á thì tao kiếm người chụp chung với tao, có nhầm nhò gì đâu. Trời ơi. À ha, mình thích thì mình chụp thì mình kiếm người chụp chung thôi. Ê, cơ gài chú Vũ đi đâu rồi ta? Không có thấy qua quán gì hết trơn á trời. Ông bận công chuyện của ông đi làm ăn chứ đâu ở không như mày đâu mà ngồi lê đôi mắt không vậy tèo. Chú hai. Cà phê ít đường hả anh? Ừ. Dạ. Chú hai. Gì? Con có chuyện mới nhiều chuyện nè. Chuyện gì? Con nghe đồn chú với thêm hai chuẩn bị chụp hình hấp hôn đúng không? Trời Phật ơi, ai nói với mày tao? Trời ơi, cả sớm tao đồn cần cần kìa. Cái chuyện của tao, tao còn chưa biết mà mày nói cả sớm này tao đồn rần rần là mày nói sao? Nãy cô Hồng mới kể con, chú với thêm hai đi chợ sắm mấy thước vải nè, rồi mai hai bộ dài đỏ chét luôn ra. Xong rồi cái muốn xe ngựa nè, muốn kiệu nè, mua lồng đèn rồi tá lả chân đúng không? Mày với bà Hồng ở không quá à. Tối ngày suy nghĩ ra cái chuyện độc độc không ha. Chuyện bé xé ra cho to, có một thì nói cho tới 10, con kiến thì biến thành con voi. Có đâu chú hai. Tao không có chụp chẹt gì hết trơn á. Sao chú hai không chụp đi? Nhiều khi thím hai khoái vậy thì sao? Chụp đi. Dạ đâu làm trò cười cho ta hả? Đâu có đâu cười. Đó giờ sớm mình chưa có chuyện mà hai chồng già rồi chụp hình rồi hấp hôn rồi này kia. Giờ chú với thím hai mở đường tiên phong đi, cho bà con người ta làm theo. Tao nói không là không nha. Chụp đi. Rất nhiều chuyện tao đập mất dịch luôn á. Ừ. Cà phê của anh nè. Dạ. Anh hai. Gì? Có phải anh với chị hai chụp hình hấp hôn không? Nữa hả? Thôi, tới giờ chúng ta bắt đầu làm việc nha. Kính thưa đại gia đình, các thành viên trong gia đình có mặt hôm nay, hôm nay tôi mở một cái cuộc họp đột xuất để giải quyết một cái vấn đề rất là quan trọng trong gia đình chúng ta, là có một thành viên đề xuất là chụp hình hấp hôn. Tôi thấy cái đề xuất này không có vô trọng tâm, không có hợp lý. À, thành thử tôi bác bỏ cái ý kiến mà chụp hình hấp hôn này. Tôi dứt khoát là không là không. Đề nghị là các thành viên xem xét lại. Ông nói xong chưa? Tôi hết ý kiến rồi đó. Giờ ý kiến tôi nè. Đề nghị phát biểu. Ông nói cái gì? Cái gì mà vô lý? Hả? Ông thấy ông có kỳ cục không? Ông thấy ông quá kỳ cục không? Cứ nói đi, cứ nói đi. Cái chuyện hấp hôn mà tôi nói mà ông không chịu như thế nào thì ông cứ nói tôi mắc mới ông hợp gia đình. Rồi ông nói trước mặt con cái là ông nói cái người nào, cái người nào là người nào. Sao ông nói thẳng tôi nè? Bây giờ thành viên phát biểu xong chưa? Xong. Bây giờ tôi hỏi thành viên nè, trên thế gian này thiếu gì cái chuyện làm, phải không? Mà tại sao không chịu làm? Đi nghe lời, đi nghe lời các thành viên nhí xuống dục đó, làm ba cái chuyện tào lao đó. Đó. Dạ rồi, còn chụp hình cái gì nữa? Hấp hôn cái gì nữa mà hấp, phải không? Thành viên nói hết chưa? Rồi. Giờ tới thành viên này nói nè. Tôi không có nghe theo thành viên nhí nào, thành viên nhỏ nào hết. Đó là ý của tôi. Nghe. Ủa? Tôi muốn chụp hình vì tôi thấy tôi còn đẹp. Còn mấy người già, mấy người thấy mình xấu, không tự tin để chụp hình thì thôi đi. Mắc gì mà cấm mà không cho tôi hấp hôn? Là sao? Ý gì? Không tự tin để cho người ta chụp, đúng không? Tía, con thấy mấy người lớn tuổi á, mà vợ chồng á, họ thường chụp hình làm kỷ niệm lắm tía, mà toàn hình đẹp không à? Dạ đúng rồi tía. Có không? Có. Dạ, dạ đây tía. Đây.
có người già đó tía. Đó. Ủa? Ủa sao giống vợ chồng mày quá vậy? Đúng rồi, vợ chồng con đó tía. Trời đất ơi, vợ chồng mày sao chụp tôi thấy già hơn vợ chồng tao vậy? Dạ là cái này á, con xài cái app trẻ thành già mà già thành trẻ. Dạ, vợ chồng anh Bảy còn xài app nghe tía. Còn con nè, con có máy chụp hình chuyên nghiệp đàng hoàng, còn biết Photoshop nữa. Trời ơi, con mà chỉnh lên cho tía má đó nha, đẹp lộng lẫy như tài tử luôn á. Rồi nhăn cỡ như má mày gì cũng sửa cũng được luôn hả? Được luôn tía. Mà tía sẵn tám tàng chụp hình đẹp nè, với lại nhà mình cảnh cũng đẹp nữa, mình có nguyên cái homestay toàn là cảnh thơ mộng, rồi hai vợ chồng tía má mang đồ thiệt đẹp ra chụp để làm kỷ niệm. Dạ. Đó, ông nghĩ lại đi, hồi ông cưới tôi đó, ông có chụp cho tôi tấm hình nào không, có bộ ảnh cưới nào không? Máy đâu, hồi đó máy đâu chụp? Lớn tuổi rồi, giờ muốn chụp bộ ảnh kỷ niệm ông cũng không chịu, ông cũng không đồng ý. Ông nghĩ đi, từ hồi nào tới giờ ông có chịu tôi cái gì không? Tía. Bình tía má vợ con nè, cũng đang định làm bộ ảnh hấp hồn á tía. Tía, với lại là tía má của con á, sắm đồ đẹp hết rồi. Dạ. Rồi hai bác Tư ha, còn kêu con làm thợ chụp hình giùm nữa đó tía. Thiệt không? Dạ thiệt. Vậy thì... Thôi, giờ hết hứng rồi. Giờ không chụp chiếc gì nữa hết trơn á, giờ tôi không chụp nữa. Muốn làm gì làm luôn đi. Má. Rồi. Xong luôn. Đụng tới trái bơm nổ chậm. Chụp thôi. Sợ. Ừ, bà Tư. Tư Măng. Rau ngon quá em. Rau thấy ngon quá trời luôn. Xanh dần luôn. Không có một cái cọng nào mà sâu hết. Nó mới luộc hả? Hai xào mỡ. Lúa pha trà mật ong cho Măng uống nè, uống đi cho đẹp da. Đau bụng quá. Tư, anh bị đau bụng quá, vô lấy cho anh viên Panadol uống rồi. Rồi, xong. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ chức dở khóc nói gì. Chúc mừng mày lúa ơi. Ôi trời. Tụi bay di tản máu, tụi bay đi chưa? Dạ, tí yên tâm, vợ con chở máu qua bên nhà má vợ, rủ nấu cà ghi rồi. Còn Tám, chuẩn bị an toàn chu đáo không? Tía cứ yên tâm đi, con sắp xếp mọi thứ đúng như tiêu chí của tía luôn. Không lầy, không lố, vui vẻ tiết kiệm, mà ấn tượng khó phai. Miễn đừng có người lạ xuất hiện là được rồi. Vậy thôi, mình làm liền đi tía, để không thôi nguội hết á. Dạ. Hấp hôn thì hấp hôn. Hấp hôn cũng như hấp cá, hấp gà rồi gì. Dạ. Anh Bảy. Ừ? Chuẩn bị. Ok. Tiếp. Được chưa? Rồi bắt đầu cho tía nha. Rồi tạo kiểu đi tía ơi. Từ tay đau để từ chống lên chút. 1, 2, 3. Đó rồi, kiểu khác nè tía. Đánh đèn không? Đánh đèn luôn, đánh đèn luôn. Đánh đèn. Rồi, vô nha. Rồi, đèn vô nha. Rồi, cười lên tía ơi. Đó, 1, 2, 3. Ôi dồi, nhìn như tài tử vậy đó.
anh đẹp. Rồi kiểu khác rồi tía. Đó. 1, 2, 3. Rồi vuốt tóc đi tía. Rồi 1, 2, 3. Đi nhanh đi má. Chụp máy. Chụp vừa đi luôn. Vừa đi. Má cười cho má ơi. Chị Bảy cười lên. Chụp qua đây. Để má chụp không. Riêng nha má nha, làm riêng nha. Đẹp lên đó. 2, 3 cười tươi. 2, 3 đó, cười lên. Rồi. Tay của má thẳng ra đi má rồi. Cho nó đẹp dài ra. Để lên. Khoan đợi xíu. Khoan. Rồi giúp con cho má đi. Rồi. Cái chân dài ra. Mấy má còn mình chụp luôn, không cần tía luôn. Anh chị Bảy cười lên nè. Rồi. Tao dán tiếp má ơi. Đây. Rồi, đứng đi má. Má đứng đi má. Đứng đi má. Đứng bên đây có cái ông sen nè anh. Đứng đây đi, đứng đây dễ hơn con nè. Đứng đây, đứng đây dễ hơn. Đấy tay để kỳ quá. Đấy. Tay vậy nè. Tay vậy nè. Đó. Đây đúng rồi. Rồi đúng rồi. Hai ba. Đó. Quá xứng. Đó, đẹp quá má ơi. Nói không có được mà hai thằng bé cãi không, mặc bộ đồ này vô làm chi mà cho nó mệt muốn chết. Dạ chắc phải suy nghĩ cách khác rồi tí rồi. Dạ bỏ tay bà này luôn. Làm gì anh em bay quy tụ đông hả má? Vụ gì đây mà mở ra coi thử đi. Cái gì à má, coi đi. Bất ngờ không má? Ý cha, đẹp dữ. Đẹp nè. Má nè. Đẹp quá trời ha. Ồ, sao có hình tía Bảy đây ạ? Thì mấy nay má giận tía, má không chịu chụp chung. Vì con canh con chụp lén tía với má. Nhưng mà không có tía Bảy ở đây là hay hơn nè. Má muốn chụp mình má thôi. Ồ, má không thích à? Nếu má không thích, tám, lấy bỏ đi. Ê, giỡn hoài. Đẹp. Giờ có hình mình mới nhìn thấy được mình nè. Chứ ổng đứng gần má ổng đâu thấy đâu. Bây giờ nhìn vô hình mới thấy hai người đứng với nhau xứng quá trời. Có mấy đứa con giỏi, mình sướng gì đâu á. Hình đẹp quá trời luôn nè. Má, cái cuốn album này nè là anh Bảy với chị Bảy đi mua về đó. Rồi hình nó tự rửa tự dán vô luôn. Nhưng mà còn ý tưởng, má biết của ai không? Ai ạ? Đây. Tèn 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 tèn. Mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Vừa lòng bà chưa? Năn nỉ hoài không hết giận. Tôi mới suy nghĩ ra làm cách này nè, để cho bà có hình làm kỷ niệm đó. Tôi đâu nghĩ ông thông minh dữ. Trời đất ơi, không thông minh sao làm chồng mà được bà tư. Tôi thiệt bà, lúc đầu tôi nghĩ vợ chồng mình sống mấy chục năm nay đó, nghĩa nặng tình sâu, mình hiểu nhau là đủ rồi. Tôi đâu có tính tới ba cái vụ chụp hình chụp viết này chứ. Vậy sao tính nghĩ ra này chi? Tại tôi thương bà, tôi yêu bà, tôi sợ bà giận. Cuộc đời của hai lúa này á, từ nhỏ lớn chưa biết sợ, mà tôi sợ bà giận nhất. Sáng mở mặt bà không đứng, bà không nói tiếng nào. Ngày đó tôi ăn cơm không ngon. Dạ. Quốc phát kỷ niệm coi.
Rồi vô nha. Rồi có nha. Rồi tía mắt cười lên nha. 1 2 3. Cô Hồng ơi, cô Hồng, đỡ đỡ giùm con, cô Hồng ơi, đỡ con, cô Hồng ơi. Trời ơi trời, cô Hồng ơi. Trời ơi, đây. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời sao nó nặng dữ vậy? Con kêu cô là đỡ phụ thùng hàng á, kêu cô đỡ con đâu. Nói tao liệu, tao nghe nó đỡ mày. Thôi để con kêu qua bển luôn cho đậu. Tao phụ cho. Nặng quá. Trời ơi. Mệt không? Mệt muốn xỉu luôn à. Nhưng mà mày có lấy đủ các loại hàng tao dặn mày không? Cô dặn gì là lấy nấy. Nhiều khi con lấy còn dư của cô dặn nữa. Tốt. Mà tao nói nghe, lấy xong rồi cái ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn á. Sao vậy? Tốn tiền, hết vốn luôn rồi. Giờ cô phải bán làm sao để lấy lại vốn nè, rồi kiếm thêm lời nha. Biết rồi, tao phải cố gắng bán chứ làm sao. Đúng rồi. Tao nói cho mày nghe, mày bán tạp quá thì mày phải có đủ thứ mặt hàng, là phải đa dạng, là phức tạp, phải tùm lum, người ta mới lại tao ghé. Tao ghé vô tao hỏi cái này cái kia cái gì cũng có, chứ hỏi mà cái này không có kia không có riêng tao chán, tao qua hàng khác tao mua, đúng không? Thì đó, con dặn cái chỗ bỏ mối mình là lấy mỗi thứ một chút. Tùm lum thứ nào là đường nè, muối nè, bột ngọt nè, nước mắm nè, nước tương nè, nước màu nè, dầu ăn nè, dầu xanh nè, dầu gió nè, dầu nhớt nè, dầu thơm nè, dầu dầu gì nữa? Dầu cù la. Cũng có luôn hả? Nói chung là đầy đủ mặt hàng vậy á. Rồi được rồi, gán bán nha. Mày cỡ này chở ba cái hàng gia dụng về bán rồi chia đôi với bà Hồng hả? Dạ đúng rồi. Thì bán kiếm thêm chú ơi. Cũng nhiều nghề quá ha. Thì người ta nói nhiều nghề thì sống mà. Giờ mình làm một đống nghề luôn, kiếm thêm tiền. Sao bán được không? Trời ơi, ta nói bán đắt như tôm tui luôn. Mới có lấy về hôm qua, hôm nay cô Hồng nói sắp hết hàng nè. Tính ngộ cà phê lát lên hãng là lấy về bán nữa. Lấy hàng ở đâu, có đảm bảo chất lượng không mày? Trời, chú hai yên tâm, cái vụ đó là con hỏi rành mạch rõ ràng luôn. Người ta nói là người ta đảm bảo là chất lượng nè, xuất xứ nè, rồi thương hiệu nè, rồi nhãn hiệu nè, rồi hạn sử dụng nè, đảm bảo hết luôn á. Đặc biệt thấy con nhiệt tình đồ này kia, cái người ta để giá rẻ lên nữa. Chú hai yên tâm đi. Chắc nha. Dạ. Bây giờ mua bán phải có nguồn gốc đàng hoàng mới được nha mày. Dạ. Đúng rồi. Cà phê của anh hai nè. Dạ. Đây, vào gội đầu của chị hai. Đó, hàng mới lấy hôm qua luôn á. Ủa cái này cái gì? Dầu gội chị hai dặn á. Gì mà chân lu không có cái tựa gì hết trơn vậy tèo? Sao mày nói có nguồn gốc xuất xứ gì đâu rồi không có nhãn hiệu gì hết trơn vậy mày? Chú hai, có á. Tại vì hôm qua con đi lấy gấp quá, cái ta mới sản xuất ra chưa kịp dán lên, lấy về bán trước mốt người ta dán sau. Của cái chai này ta gọi nó là cái tựa, nó là kêu bằng cái gì? À, cái này gọi là dầu gội gia truyền. Đúng rồi. Thôi, không có nguồn gốc này, không có nhãn hiệu, không có mua đâu. Anh, cái này chị hai dặn em mới lấy về chứ anh không mua, sao bán cho ai? Trời đất ơi, mua gì cho bà chế đầu cái tôi nhìn bà hết ra luôn à. Sao vậy chú hai? Chọc lóc chứ sao? Biết cái gì mà chế lên đầu? Trời ơi chú hai, thì thím hai này là thím hai dặn rồi chứ bộ. Thím hai còn đặt tiền cọc trước nữa, cho nên con mới lấy về con giao hàng, không giao đâu được chú hai. Trời đất ơi, mày nói thiệt nha. Thiệt. Mày mà nói sao bà cháu đá một cái văn dính trên cái cây đó liền đó. Anh hai, cái này á, ta gọi là dầu gội người ta làm theo cái công thức mà gia truyền ba đời nhà người ta đó. Trời, mình quen lắm, người ta mới để mình bán chứ, nếu mà lạ người ta đâu có đưa bán đâu chứ. Đúng rồi, dạ. Con mới tìm dữ lắm mới có nguồn này đem về cho anh hai gọi, tốt lắm đó chú hai. Anh hai, anh lấy chứ không thôi em lỗ vốn tiền đâu em bù vô. Thôi lấy. Dạ. Cảm ơn anh. Tiền hai ly cà phê nè. Dạ. Chú ba con luôn hả? Bao mày luôn á. Cà phê hay quá chú hai ơi. Để mày bán đồ rẻ quá à. Dạ. Tới về
gội đầu cho con Mực. Dạ cũng được, anh gọi ai cũng được ạ. Ê Tèo, nhà anh Hai có ai tên Mực chưa? Là con chó với đèn chú Hai nuôi đó. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ủa chị Tư. Cô Hồng, nghe nói nay cô nhập rượu về bán nữa hả? Đúng rồi. Trời, bán cho tôi một chai. Đợi chút xíu nè, sao dạo này không thấy mặt mũi đâu qua ủng hộ đồ tôi vậy? Ôi, cứ lưu bu công chuyện nhà quá à, thành ra đâu có thời gian đâu mà đi đâu. Thôi cô vô lấy rượu cho tôi đi, tôi còn phải về liền để tôi làm công chuyện nữa nè. Chưa gì cái hối hối à, cái gì cũng nào cũng công chuyện nhà, công chuyện nhà. Thấy chưa, đó, tại lo công chuyện quá, làm công chuyện quá nè, thấy chưa. Bữa nay trời ơi, xuống sắc thấy rõ luôn nha. Coi nè, ôi trời ơi mắt kìa, quần thâm nè, trời ôi thằng ngang nè, nám nè, da nhăn hết trơn rồi. Tay chân, đưa coi, tay chân, đưa coi. Trời ơi, khô ráo hết trơn à. Chết rồi, kiểu này là không có được rồi. Thì cô cũng biết rồi đó, công chuyện nhà có mình tôi làm à, thành ra đâu có thời gian đâu mà để mà chăm sóc cho cái bản thân. Bà mà làm quá, bà xuống sắc quá nha. Ông Tư ớt đó, ổng đi kiếm gái trẻ, gái đẹp cho bà coi. Lúc đó hỏi sao ông cân hận nha. Thiệt hả cô? Thấy như tôi nè, tôi không có chồng con thiệt á, nhưng mà lúc bà cũng phải giữ sắc hết trơn á. Nào phải giữ những cái làn da. Cái làn da quan trọng lắm, nó quyết định người ta trẻ hay già là do cái làn da. Bà coi nè, da của tôi nè, tôi chăm sóc nè, thấy không? Nó mịn màng không? Bà gửi tôi rờ coi. Đó, thấy không? Ờ, trắng nữa. Chàng ơi, nó vừa trắng mà nó vừa mịn nữa. Chứ sao nữa. Có bí quyết gì vậy? Chỉ tôi với. Có chứ. Em xài cái sữa tắm trắng á, với lại kem dưỡng da. Ôi, hay lắm nha. Bảo đảm 3 ngày cái hiệu quả rõ ràng luôn. Trắng bật 2 tông luôn. Mà cái công dụng đó 3M. 3M? Ủa mà 3M là cái gì? Là mềm nè, mịn nè, mướt nữa. Trời ơi, thiệt không cô? Chỉ có 3 ngày thôi mà đúng trắng mịn vậy đó hả? Mà nhưng nè, cô mắc lắm không dạ? Trời ơi, mắc rẻ gì đây? Mắc quá tôi cũng đâu dám xài. Nè nó nghe nè, tôi ở đây tôi bán hàng cho bà con, chỉ có lấy chút tiền lời, coi như là tích công làm lời thôi. Đâu ăn mắc như người ta đâu. Bảo đảm rẻ bèo giá thị trường luôn. Vậy hả? Vậy lấy cho tôi một bộ đi. Cô biết không, từ nào đến giờ á, đâu có biết xài ba cái vụ này. Mà nay nghe cô nói á, chỉ thấy cái làn da của cô á, tự nhiên khoái khoái. Xài đi, đàn bà con gái phải làm đẹp, có quyền làm đẹp. Chút lấy cho tôi. Má. Ủa nhái. Cô Hồng ơi, cô Hồng lấy cho con chai dầu ăn nghe. Đợi chút có liền. Dạ. Má, má đi mua cái gì vậy? Má qua mua cho Tía bay chai rượu. Sao Tía uống rượu hoài vậy má? Rồi sao má không khuyên Tía đi? Tía lớn tuổi rồi, uống ba cái thứ đó nó đâu tốt cho sức khỏe đâu. Lâu lâu ổng không thèm thì ổng uống thôi chứ không có sao đâu con. Gì thì gì má cũng phải khuyên Tía nha. Cô Hồng ơi, lẹ lẹ giùm cho con đi, con đang chiên cá dở nhà kìa. Trời ơi, từ từ, tao đi bộ phải chậm chứ bộ lăn đó còn nhanh. Đây nè. Thôi, cô đưa cho má con trước. Ừ, bây giờ má con đến trước. Nè, cô chị nè, kem dưỡng da, sữa tắm trắng, chai rượu, có đầy đủ nè. Trong đó công dụng, liều dùng, cách dùng, đầy đủ hết trơn. Cứ gì có đó mà coi. Ha. Nhiều tiền vậy con? 160 ngàn. Thôi bớt 10 ngàn đi, lấy 150 thôi. 150 hả? Ừ. Công nhận rẻ thiệt ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô nha. Thôi tôi về nha. Dạ. Bữa nào nhớ qua ủng hộ em hoài hoài nha. Má về trước nha con. Dạ, má về. Còn đây nè, chậu của con.
chai lại cho dầu ăn hả cô? Thì dầu ăn, dầu ăn chứ còn nữa, không phải nước cam mày. Sao họ không có nhãn, không có mát gì hết trơn vậy? Trời ơi, hàng mới về chưa có kịp gắn mà nhãn mát gì hết trơn á. Nhãn mát là do mình gắn thôi, mày muốn nhãn gì? Tao gắn liền nhãn đó cho mày coi. Nhưng mà gắn quá đem về xài đi, cần gì gắn. Thôi cô ơi, cô đi vô trong trọng á, cô lấy cho con cái chai dầu cũ đi. Cái loại đó hết rồi, mày xài đi, loại mới, bảo đảm mày xài thử coi, vừa mới vừa rẻ nữa. Thiệt nha, con nói cô đừng có buồn. Chứ xưa giờ nhà con có bao giờ xài ba cái đồ không nhãn không mát đâu. Lỡ như xài ba đồ giả, đồ nhái, ăn vô bệnh chết, ai chịu trách nhiệm? Có mua đâu, thôi con về nha, nha, dẫn cô về. Cái con nhỏ này, nhái! Mày đặt bữa nay á, đòi hàng phải có gắn nhãn mát, hiệu nữa. Mệt ghê, miếng rẻ, miếng ngon là được rồi. Nhãn hiểu hơn, mát rồi có ăn được không? Tao cái hương vị trà này tao nó thơm ngay nào cũng phải hửi, không hửi không được. Thơm quá. Thơm. Ủa, trà nó mùi thơm lại. Trời đất ơi, bà làm gì? Làm gì mà đưa tay trước mặt tôi với một thơm miên vậy? Ông dạ? Tôi mới tắm xong nè. Thơm hay ông ha? Chị cũng nói. Nè, mà ông nhìn coi. Ông thấy không? Thấy gì? Da tôi nay hả? Trắng hơn mỗi khi không? Tắm thì nó sạch tôi cho trắng cái gì? Nó chuyện này ngộ. Vậy mà hay chứ. Tắm sạch thì ai mà nói. Cái này tôi tắm bằng sữa trắng da đó nghe ông. Bởi vì nay tôi cảm thấy tôi trắng. Sữa trắng da? Ừ. Ấy mà quên, nói da da để vô thoa kem dưỡng nữa. Trời. Cái gì mà tắm sữa tắm trắng? Độ giờ mà kem dưỡng da gì tùm lum vậy trời? Tắm xong á thì cũng chưa có đủ đâu. Phải sức kem dưỡng vô nó mới đủ bộ, nó mới có hiệu quả. Ê, kem dưỡng đây. Không, coi nè. Gì vậy? Không thấy trắng ghê không? Sức kem dưỡng chứ gì? Sao kem giống hũ chao quá vậy? Kem tao cũng đựng vô, tao đựng sao ông? Trời ơi bà quên rồi. Bà quên cái vụ con nhái hồi lúc trước rồi. Con nhái hồi lúc trước nó cũng xài ba cái kem gì đó mà nó đi dị ứng, nó gãi khắp mình luôn. Đó, bây giờ tới bà đặt thoa thoa đi ha. Đó. Ôi, con nhái á, lúc đó là khác. Lúc đó nó mua của người lạ, người ở đâu xóm lạ xuống đây bán. Còn ở đây á, là tôi mua của người quen. Cái người đáng tin cậy ở xóm mình đó ông. Ừ, tin cậy để bà tin đi ha. Giờ làm ơn này ra ngoài tưới tôi có đám rau coi. Chứ mấy bữa nay nè, mưa không có này nè. Khô đất nước nẻ rồi kìa. Không có được. Sao hả? Cô Hồng cô dặn á, tha kem này nè, là phải hả, ở trong mát nè ha. Mà chưa đâu nghe ông. Phải bận áo tay dài á, tủ kính mít lại. Bây giờ tự nhiên ông bắt tôi ra tưới rau rồi rủi anh nắng nó ăn tôi thì sao? Không được. Để tôi coi coi. Ông đi tưới giùm tôi đi nghe. Kem này là kem trắng da hả? Ừ. Chứ không phải kem làm biến đâu mà không biết đi tưới rau. Để tôi tưới. Mệt quá. Trời mày ngứa gì ta? Mình nhớ mình đâu có ăn à. Mình nhớ mình đâu có ăn cái gì mà dị ứng vậy mà sao mà tự nhiên. Trời ngứa quá. Alo. Sao? Xài kem dưỡng với lại sữa tắm hết chưa? Có thấy bật được tông nào trắng lên chưa? Qua đây tôi bán toàn bộ nữa về hả? Xài là nó ngon lành luôn. Trời ơi, mới có 2 ngày à, xài cửa nào hết mà mua. Trời ơi, chưa hết thì mình để dành đó. Hàng này quý lắm nha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Kỳ này có chứ kỳ sau tôi không dám bảo đảm là còn không nghe. Có lấy không, tôi để dành cho. Chứ người ta đang muốn lấy nè, còn có bộ nè. Thôi qua đi, tôi gãi chút đã. Trời ơi, cái gì mà nó... Trời đất ơi, làm gì vậy? Bà, làm gì gãy tôi lum như khỉ mà không vậy? Chờ tôi chút nha.
coi. Tôi qua liền. Qua liền nha. Trời ơi, nó đã chú Tư. Đã không? Đã. Rượu này nó ngon hơn mấy cái chỗ lần trước mua đúng không? Đúng rồi. Rượu này nó cay cay mà nó không có nồng nha. Ừ. Vừa uống cái hậu nó ngót ngót mà nó không có lạc. Ừ. Đã vậy sợ. Đã. Giờ cũng mới uống có điều cũng thôi, chú Tư nói con ham ăn quá mồi sao? Trời, nó uống luôn. Tèo. Tao chưa uống tèo, tao chưa uống. Cái gì nó cũng biết mà nó không biết điều. Gậu, ăn nhậu gậu khâu. Ăn nhậu là miễn tiếp điện thoại. Cúp. Để á. Đúng, chú Tư hay. Đúng là chú Tư lớn, chú Tư biết rồi hết trơn. Đang nhậu gậu khâu, tắt nguồn luôn nè. Vậy đi. Trời, rớt. Rớt nha. Công nhận bữa nay mồi với gụ là ba chay chú Tư ơi. Hết sảy chú Tư. Ủa? Tới hả? Dạ. Chị đây hả? Ủa, chú Tư. Ngon hả? Chú Tư ơi, tới rượu rồi. Trời ơi, giống như tôi ngồi vậy, tôi chứng kiến nó nhậu vậy trời. Nãy giờ nó làm hết trời ơi, nguyên chai rượu nó làm hết trơn cái trội này, còn chút xíu. Tèo mày dậy mày uống đi. Dậy đi Tèo, dậy. Trời đất ơi, cái gì mà nó xù bát vậy? Tèo trời đất ơi. Tèo, không phải đâu. Nếu mà dị ứng kem á hả, là nó nổi lên á, mề giống như mày đai vậy đó. Về làm gì có chuyện trơn láng như vậy mà gọi là dị ứng. Không phải, chắc chắn luôn. Chị chứ sao mà từ hổm ra xài cái kem của cô mà tôi ngứa luôn đến giờ đó. Nhưng mà không có sợ, dù cho nó có bệnh hay chăng nữa tôi cũng có thuốc trị hết. Phong cùi lỡ hủi cái gì tôi cũng trị hết trơn á. Có luôn hả? Ừ. Vậy cô lấy cho tôi viên tôi uống thử coi. Ừ. Nếu mà hết hay á tôi mua. Được rồi, cái gì cũng có thuốc giải, yên tâm. Ừ. Trời ơi mày ăn cái giống gì mà nắng dưới vậy tao? Mày mốt mày giảm cân bớt giùm tao cái coi. Bệnh hoạn mà mày cái kiểu này muốn tao bỏ thì mày chết luôn á. Lên xe coi. Trời ơi mày làm cái gì mà giống như đu tao, giống như thằng làng đeo cục đình vậy. Trời ơi Trời ơi. Ông nội ơi, mày làm ơn rồi. Rồi, rút đi. Dạ, rút đi. Trời ơi. Rồi, ngồi yên. Cố định. Rồi. Cố định. Đội nón lên. Khoan. Nghiêm chỉnh chấp hành mày. Trời ơi. Trời ơi, cố định nha. Tao bước lên. Trời ơi. Mày làm cái ở tao đợi nó. Ê, từ, đừng có chơi. Trời ơi. Chú đã đau cái bụng quá. Trời, ngứa nữa. Trời ơi. Tay chân tôi nó rụng rồi. Tay chân tôi nó rụng đâu mất tiêu rồi, cô ông ơi. Trời ơi, tôi đau quá. Trời. Từ, chắc tôi chết. Từ, đừng lo. Cô ơi, chân còn đây. Đau quá. Còn đây. Tôi đau quá, cô ông ơi. Cô ông ơi. Chắc tôi chết rồi, cô ông ơi. Bác sĩ nói là má con chỉ bị kích ứng với thuốc thôi. Vậy hả? Trời ơi, vậy tao yên tâm rồi. Không sao được rồi. Nhưng mà con nghi lắm nha. Con nghi thuốc của cô Hồng là thuốc giả. Cái gì giả? Làm gì có chuyện giả trong đó? Tao mua có xuất xứ đàng hoàng, mày nói sao vậy? Con nhỏ này thiệt á, bám sao là tao yên tâm rồi. Không lẽ
Thuốc vậy ảnh hưởng sức khỏe dữ sao ta? Có khi nào ba bị bệnh trước, bây giờ vô tình nó trùng hợp với cái thuốc này rồi nó kích ứng rồi nó bị luôn. Thôi kệ ba đi, đâu có ai bị gì đâu, có mình bả khó khăn thôi à. Cái gì nữa đây? Bà này bữa nay làm gì trời? Làm gì thẩm thò thẩm thục vậy? Làm chuyện mờ ám nè. Trời Phật ơi, tự nhiên đặt cái thùng gì đây vậy? Bà này tính khủng bố hay gì mà. Thì cô cũng biết rồi đó, con đâu phải con muốn trốn tránh trách nhiệm gì đâu. Tại con cũng nạn nhân, con cũng bị hại chứ bộ. Ai hại mày? Thì nếu mà con biết rượu đó là rượu giả, rượu kém chất lượng, rượu độc hại rồi này kia, con đâu uống. Mà con cũng đâu bán cho ai đâu. Đem về bán cho người ta, rồi người ta mời uống, mày lẹ lắm, khoái lắm mà. Thì tại đâu biết gì thiệt. Anh hai, thì ra hai người ha to rập với nhau ha, mua bán ba cái hàng gian hàng giả này ha. Vậy mà hôm bữa khăng khăng với tao ha, bán hàng xịn, hàng chất lượng, có nguồn gốc, mua bán có tâm. Mày ngẩng mặt mày lên đi, mày dòm ngay cái mặt tao nè cho vừa. Mở mạnh miệng lớn tiếng lắm, bà lô bà la cái miệng. Cô nữa, cô thấy gì đâu? Cái thùng này quen không? Thấy coi quen không? Ủa anh, em đem đi bỏ rồi anh đem gì làm chi vậy? Cô đem cô quăng cái kiểu đó đó chẳng khác nào á đem mở dẫn cho mèo. Nếu không phải tôi lụm á mà người khác ta lụm đi đó, rồi người ta đem đi bán, người ta xài thì cái hậu quả nó ra sao? Dạ, vậy mà em không nghĩ ra nữa. Mấy cái hàng hóa này nè, nếu cô muốn bỏ đó thì cô phải đem cô đốt, đốt cho nó cháy sạch hết để không còn ai xài nữa được. Đúng rồi đó chú hai, để lát con đem đốt luôn để đừng ai sử dụng. Cũng hên bữa hổm con sử dụng mà con không bị gì. Ủa theo mày, mày muốn bị cỡ nào nữa? Bị gì mà không bị gì hả? Chết lên chết xuống nhưng mà không bị gì hả? Tôi nói hai người nghe, hết chuyện này tới chuyện kia, không bao giờ để cho cái xóm này người ta yên ổn hết á. Ủa giờ thùng hàng này nè, cô tính sao đây? Dạ, bây giờ anh lỡ đem về đây rồi, chắc em đem chính quyền, em trình lên chính quyền để người ta tìm ra mấy người mà làm hàng giả, hàng dởm, kém chất lượng này, hại cái người tiêu dùng của anh. Chứ thiệt tình em với anh Tèo cũng là nạn nhân thôi, cũng bị hại mà đâu có biết gì đâu anh. Đúng rồi chú hai, bị gạt. Bây giờ hai người phải hứa, phải viết cam kết cho tôi nghe. Không ạ, không phải, phải. À ý em nói là em không bao giờ nghe lời ai mà bán ba cái hàng dởm, hàng kém chất lượng đó đâu anh. Anh đừng có lo. Trời ơi, làm hết rồi hết chía. Chú hai, con cũng viết cam kết luôn, không bán mày này nữa đâu. Hết biết thì. Bông ơi, Bông à, Bông. Trời ơi, giờ này mà còn ngủ. Té kêu con gì không té? Bây giờ con dậy rồi nè. Nhưng con dậy sớm con có làm gì đâu. Thì ngủ tới trưa xong rồi thức dậy nấu cơm cho tía ăn, đỡ được phần sáng đúng không? Thôi vô rửa mặt nấu cơm đi. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này, không thì chồng con đề quê. Còn mày á,
Tía lại nữa rồi, tía kỳ quá à. Đâu phải là con đi xin việc đâu, mà tại vì không có việc gì để làm chứ bộ. Thôi, mày không nói nữa, nói hồi tao đập mày bây giờ đó, tao bực rồi đó. Ủa gì vậy tía? Tía! Ủa, anh Hai anh đi thăm ruộng hả? Ừ, đi ra thăm lúa, bị sâu cuốn lá quá à. Ủa thằng Bảy cò đâu, nó không đi mà để anh đi vậy? Trời đất ơi, thằng Bảy trăm công ngàn việc, ba cái vườn tược heo quéo gà vịt tùm lum tà la, phụ với nó cho nó đỡ. Dạ bà, em thấy thằng Bảy cò nó giỏi ruộng vườn nhất á. Thì đó, trong nhà đó, trong cậy nhờ mình nó đó. Ủa đâu có anh, con sao nhú nó giỏi tiếng nước ngoài, còn tấm tàn em thấy nó sắp bằng diễn viên chuyên nghiệp rồi chứ anh Hai. Trời ơi, ba đứa con mỗi đứa tánh nết khác nhau chú ơi. Nhưng mà em thấy ba đứa nó đều giỏi hết, chẳng buồn cho con Mộng nhà em chút nào hết trơn. Chú nói vậy chứ tôi thấy con Mộng á, nó cũng giỏi giang, cũng hiền lành, cũng dễ thương chứ. Nghe nói đó, định lập gia đình rồi đó, mà tại vì nó còn chần chừ là nó còn lo cho chú đó. Trời ơi, làm bí nhất thay, em xấu hổ với hàng xóm luôn à. Con gái mà chú nói vậy nó nghe được nó buồn. Tội nghiệp nó còn trẻ, còn nhỏ, không? Nó chưa suy nghĩ tới. Mai mốt nó lớn lên, nó suy nghĩ, nó chững chạc lại chứ. Việc thì nó không có, mà chồng không lấy. Biết rồi ở vậy già với cha mẹ cũng nên. Mai mốt mà nó đi làm xa, hoặc là nó có chồng xứ lạ đó, rồi già ngồi một mình là than thân trách phận nha. Thôi tôi đi à. Dạ, anh Hai đi. Gọi bà Lít. À, trời ơi, đâu có được. Sao hả? Trời ơi, anh Tèo, em nói anh nghe này nè. Lần này á, là em không có ngồi yên được nữa. Không ngồi yên được? Ừ, ý của em là... làm sao? Thì đó, còn sao nữa. Bạn bè của em á, hai nhái thì có chồng, xong rồi đi làm thông dịch viên. Sao em lên thành phố nụ bán hàng online. Đúng rồi. Còn mấy anh trong xóm á, ai cũng có công việc ổn định hết á. Còn có mình em vậy nè. Thôi cô ơi, bụng thì không biết nữa, thì cô ở nhà làm bằng công chuyện nhà đi. Đợi mơi mốt ba Lít nó cưới về gọi nuôi cho. Ừ, đâu được. Ừ, em không có thích ăn bám đâu. Trời ơi, ăn bám gì mà ăn bám. Thì của chồng công vợ, thì chồng nuôi vợ, rồi mốt vợ nuôi chồng, bình thường mà. Ừ, thôi, em không thích đâu. Mà em buồn cái em ra đây em ngồi suy tư gì hả? Đâu có, em ra đây là để em lên kế hoạch đó. Lên kế hoạch? Ừ. Kế hoạch gì vậy? Đi Mận. Em đi Mận? Ừ. Đúng rồi, phải đi Mận chứ. Mình lớn rồi mà, mình phải đi bằng kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiêu, tỏi, đường, nước mắm, bột ngọt. Đúng rồi. Giờ ba Lít á, nó có nghề con tôm rồi, nó ổn định rồi. Nhưng mà em á, cũng phải kiếm cái nghề em đi làm, để sau này hai vợ chồng, đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đó, mau làm giàu. Cái làm giàu xong, cái thí dụ mà anh Tèo có kẹt kẹt tiền, cái qua mượn em chút đỉnh cũng được cái ạ. Ủa, mà em tính Mận gì à? Mận đâu? Thành phố. Thành phố Mận? Trời, làm hết hồn mà thì làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đó giờ em ở nhà, em đi vòng vòng không à? Có ra khỏi sớm khỏi làng giao tự nhiên đi thành phố trời. Thì em thấy người ta cũng đi đầy đó, có làm sao đâu.
Nhưng mà người ta đi á là người ta đi học, xong rồi người ta ở lại làm luôn. Còn em tự nhiên khi khổng khi không cái đâm đầu lên thành phố. Anh, bởi vì em nói anh không biết gì trơn á, lên thành phố dễ lắm. Em nghĩ là chỉ cần có quần áo với lại tiền á là đi được thôi. Ủa, mà em đi thành phố gì rồi em bỏ bài lính luôn hả? Xong rồi bỏ bài heo, bỏ bài gà nhà luôn. Đâu có đâu, tại vì tí em đang xây hệ thống xả thải, cho nên là mấy gà, vịt, heo gì bán hết rồi. Bán hết rồi? Ừ. Em quyết tâm vậy luôn hả? Rồi, quyết tâm chứ. Anh không biết đâu, kỳ này ha, em phải tìm cho mình một chí hướng lớn để tía em không có còn la rầy em nữa. Ồ. Làm gì mà việc nhẹ lương cao vậy con? Thì con làm ở quán cà phê Xuân Vườn á, mà con làm bên thu ngân. À. Mà con nghe nói á là nếu mà mình làm nguyên một ngày tí là lương mình cao dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Chưa đâu, quên nữa, con còn thấy là hình như là được bao ăn bao ở luôn. Vậy cũng tiện quá ha con. Đó, tiện lắm. Cho nên là chút xíu nữa con đi luôn té. Ừ. Sao đi gấp vậy con? Không để em ơi hả đi? Thôi, mai phỏng vấn rồi, mai lên không có kịp. Vậy thôi, vô dọn đồ đi con. Dạ, vậy con đi nha tía. Ừ. Đúng địa điểm này rồi á. Ê, dạ, cho em hỏi phải anh Huy không ạ? Ừ, đúng rồi em. Dạ, anh ơi, em có hẹn phỏng vấn á, bây giờ em đến điểm hẹn rồi. Anh đang ở đâu vậy? À, đợi anh lát nha, anh gần tới rồi. Dạ, 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 dạ. Là Mộng đó hả? Dạ, em chào anh. À, anh có phải là anh Huy không? Anh nè. Dạ. Tướng tá ngon đó. Dạ. À, không có gì. Thôi bây giờ vô quán đi, anh phỏng vấn em. Dạ. Được, anh chờ em về quán của anh ha. Ờ, dạ. Ủa, vậy quán này không phải quán của anh hả? Cái quán của anh nó còn bự gấp mấy lần cái quán này nữa. Theo! Theo! Gì vậy chú Mự? Trời ơi, cái gì điện giật ngược giật xuôi chạy muốn kịp à? Tao nóng ruột quá, tao không có chờ được nữa. Vụ gì? Rồi sao không ở nhà đợi con qua rước rồi đi ra đây chi vậy? Bữa mày chở con Mộng ra bến xe đó, hai đứa có nói chuyện gì dọc đường không? Có chứ. Thì con cũng hỏi thăm nó này kia rồi thôi à. Nó nói nó lên thành phố để nó phỏng vấn làm thu ngân cho quán cà phê gì đó. Đúng rồi, nó kể con đó. Mà không thấy gọi gì à. Mà gọi lên toàn là thể bao không à. Gì hả? Ừ. Chắc là nó mới lên, nó phải tập trung, nó đi học việc rồi nó đi làm rồi này kia. Từ từ gọi về cho chú ơi. Bận gì thì bận cũng phải gọi về chứ. Chú gọi cho nó hôm qua này không được, mà nhắn tin cũng không trả lời nữa. Nhắn tin cũng không trả lời luôn hả? Ừ. Kỳ đó. À, mà nè, bữa mày nhớ lại coi nhá, hai đứa nói có gì lạ không? Có gì lạ lạ không? Em mới tìm được công việc mới cho nên là mới lên nè. Vậy hả? Ừ. Ê, vậy em kết bạn Zalo với Facebook anh đi. Chừng nào về cái em nhắn trên đó, anh ra bến xe anh đón cho. Khỏi mất công gọi điện thoại gì cho tốn tiền. Nhớ nói nha. Ừ. Đưa điện thoại em nhập cho.
Nè, rồi nè. Rồi à? Ừ. Thì con cũng đâu có thấy gì lạ đâu ta. À, bữa đó con thấy Mộng nó có úp hình trên Facebook nè. Để con hỏi gì chứ coi. Nè nè, đó đó. Nè, đó thấy không? Đó, đó là mình rồi thấy không? Trời ơi. Vậy là bây giờ mày chở tao về lấy đồ, lên Sài Gòn liền. Chi vậy trời? Thôi chú ơi, bây giờ cái gì mình cũng phải bình tĩnh đi. Chú coi coi có ai quen trên Sài Gòn không, chú điện lên, chú nhờ người ta đi kiếm Mộng trước đi. Mộng đâu phải nhỏ đâu mà hở cái đi kiếm. Không lo là sao được. Mà chú cũng không có quen ai ở Sài Gòn. Chú ghi nó là có chuyện chẳng lành rồi. Thôi, có ông bà già với tấm đạn trên, để con điện tụi nó đi kiếm Mộng cho. Ừ, tỉnh nha. Ừ, ừ, con điện liền. Dạ, dạ. Điện liền đi. Dạ. Điện kêu tụi nó đi kiếm Mộng. Điện liền đi con. Dạ, dạ. Em nghe nè anh Tèo. Em đang thành phố chứ đâu. Mới vừa đi học về nè. Cái gì? Anh nói gì ghê vậy? Trời đất ơi. Vậy bây giờ á, anh gửi hình cái quán đó qua cho em coi nó ở đâu. Nha, gửi liền nha. Chết rồi. Quán cà phê Mộng Mơ. Thiệt luôn. Em nhận được hình rồi. Nhưng mà hình để cái tên quán mà đâu thấy cái địa chỉ đâu, biết kiếm. Rồi rồi rồi. Ôi. Ừ, bà Giai. Gì mặt căng thẳng vậy? Ê, ông coi coi, biết cái quán này nó ở đâu không? Không. Ôi trời, chết rồi, sao bây giờ kiếm giùm được đây? Thì có tên quán đó, bấm Google Maps mà kiếm ra thôi gì. Ờ, thế trời ơi, tôi đói quá, tôi quên luôn á. Ủa, mà ông kiếm quán đó chi vậy? Ờ, con bé Mộng nó đăng ký tìm việc qua mạng gì trên đây nè. Rồi nó lên cái quán đó, từ lúc mà nó check in xong tới giờ á, nó mất tích luôn. Tìm không có thấy mà gọi điện thoại cũng không được nữa. Ghê vậy? Rồi giờ tính sao? Thì bây giờ á, anh Tèo gửi hình qua tay cho tôi rồi nè. Giờ sợ tìm cái quán đó chứ biết làm sao. Có chưa? À, ra rồi nè. Rồi, cái địa chỉ nè. Ê, ừ, tới đi. Bây giờ thay đồ đi, tôi giúp đi kiếm nó liền. Đi. Thôi không được rồi, sắp tới giờ tôi đi học rồi. Trời đất ơi, trời ơi, giờ sao bây giờ? Ê, không ấy, ông đi xe ôm đi học đi. Rồi đưa xe cho tôi mượn, tôi đi qua tôi kiếm nó. Nha. Ừ, thôi lấy đi đại đi. Rồi rồi, tôi chìa khóa đâu? Dưới bàn dưới á. Ừ, vậy tôi đi nha. Rồi, cẩn thận nha cha. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này. Không thì chồng con đề quê. Còn mày à, ở bên nhà ngồi chờ nó gọi lại cũng được. Đừng qua đây làm chi mà cho nó cực khổ. Mà em nóng ruột quá anh hai ơi. Em chờ không có được. Cái chắc tại mình lo quá, thấy vậy chú ơi. Nó chưa bao giờ bật vô âm tính như vậy. Hồi nãy em ở nhà, em tính chờ điện thoại tấm tàn. Nhưng mà sợ lỡ cái mạng bên nhà nó có trục trặc gì đó, tấm tàn nó điện về không được, em mới chạy qua bên anh đó, là cho chắc ăn đó. À, dạ. Tám gọi về không được, dạ. Chạy qua đây có gì, đừng có gì tám nó gọi cho tôi chứ gì. Dạ đúng rồi anh. Ủa, con Tám gọi nè. Ủa, điện thoại chết cha hết pin rồi.
Trời đất ơi. Alo, tới nghe nè tao. Vậy đó hả? Ừ. Vậy thôi nha. Sao sao rồi anh ấy? Thằng Tám nó tới quán rồi. Nó hỏi nhân viên đó, đã nói tao thấy con Mộng tới đó đi với thằng nào đó. Rồi hai đứa đi đâu mất rồi. Trời ơi, thằng đó là thằng nào anh? Rồi tìm nó ở đâu? Thằng Tám nó xin coi lại camera trong quán á. Mà tao không có cho. Nó cũng đi báo với công an rồi. Chết cha. Vậy giờ sao anh ấy? Anh ấy này phải nhờ công an họ kiếm với mình biết chuyện kiếm. Lỡ mà con Mộng nó bị đứa nào lừa gạt là chắc chết quá anh hai ơi. Chú bình tĩnh đi, đừng có suy nghĩ ba cái chiều hướng xấu đó nữa. Bây giờ tôi với chú ngồi đây á cũng không giải quyết được chuyện gì, mà tôi thấy chú á cũng như ngồi trên đống lửa rồi đó. Thôi bây giờ tôi với chú đi Sài Gòn đi, lên chỗ ông Tám đó, có ông bà già đó đó, tụi bàn tính với nhau coi đi tìm nó cách nào đây. Giờ đi Sài Gòn liền hả anh hai? Đi liền chứ đợi chừng nào nữa. Vậy em về bến em chọn đồ đi nha anh hai. Lẹ lẹ đi. Dạ em về. Thiệt tình. Dạ thôi tí chú Mười ngồi nói chuyện đi, con với bà Giai ra ngoài một chút, có gì tí kêu con nghe tí. Ừ hai đứa đi đi. Dạ. Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Được kể lại cho tía con nghe dưới mắt hai nghe coi. Thì hôm đó con phỏng vấn xong rồi ông Huy đó chở con về quán, rồi xong ai ngờ anh trả cái túi lại cho tôi. Anh giữ đồ của tôi, giữ giấy tờ của tôi, bộ anh định ăn cướp hả? Em nhìn đi, cái quán anh như vậy, không lẽ anh đi cướp ba cái hàng chợ này của em làm cái gì? Trả lại. Buông trả lại. Cái này anh nhất định sẽ trả lại cho em. Nhưng mà anh còn phải coi thái độ của em như thế nào, có biết ngoan ngoãn nghe lời hay không. Nè, mặc đồ vô, chuẩn bị làm việc. Mày khôn hồn thì tiếp khách cho chu đáo cho tao. Mày đừng có suy nghĩ mà bỏ trốn nghe chưa. Mày liễu hồn mày với tao nghe chưa. Mày mà còn bỏ trốn nữa, tao giết mày chết. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, ở đây là tự cấm thân. Mày đừng có mà bỏ trốn nè, nghe chưa? Sau này á, con phải rút kinh nghiệm nghe. Công việc nào cũng có cái thù lao xứng đáng của nó. Đừng có nghe ta nói công việc nhẹ mà lương cao cái là ham. Thì thôi làm ơn né giùm tao cái. Rồi mai mốt đi phỏng vấn cũng vậy nha.
ai đời phỏng vấn một nơi là một chỗ, không bị gạt sao được. Mấy cái quảng cáo trên mạng á, không rõ ràng á, thì con né ra đi, để không là mang họa đó, nghe chưa? Thì con đâu có biết đâu, hồi xưa giờ con thấy đâu có ai bị lừa đâu. Giống như anh Tám Tàng với lại Ba Dai đó, con thấy đi làm mà đâu có bị dụ gì đâu. Trời đất ơi, thằng Tám Tàng với Ba Dai nó khác con khác chứ. Hai đứa nó là con trai, vậy là nó ở Sài Gòn này lâu rồi. Còn con là con gái mới lên, lạ nước lạ cái, làm sao giống hai đứa được. Con là con gái nữa. Thôi, cũng tại tía, tía kêu con kiếm việc, nhưng mà không có hỏi rõ kỹ càng. Dạ, con cũng xin lỗi tía. Con xin lỗi bác hai. Mong nè, em đi ra ngoài rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai về. Dạ. Thôi, cũng an toàn rồi, mai về sớm. Thôi, con vô rửa mặt đi, mai về sớm. Dạ. Thưa tía, thưa bác hai, con đi. Cũng may á, là Tám Tàng đã kịp thời báo công an. Chứ nếu không thì... Ở lúc ơi, thì lúc đó đang dầu sôi lửa bỏng, rồi biết tìm cách gì bây giờ. Mới nghĩ tới chuyện á, con đi báo công an, nói là người thân mất tích. Mà cũng hên nghe chú Mười, điện thoại của con bé Mộng á, nó có cài đặt địch gì, cho nên đọc cái số điện thoại cho người ta, rồi người ta ra tới chỗ luôn, bắt tại ổ luôn á. Hai đứa bay á nha, nhìn em nó đó, rút kinh nghiệm ở thành phố này phải hết sức cẩn thận á. Dạ, con biết rồi tía. Dạ. Trời ơi, con mà không lụm á là về không biết lấy gì mừng đó. Có gì đâu bác. Ừ, mừng ông thì kia, sao nay không mừng trong nhà máy mà ở đây? Dạ, cũng chưa có vô mùa gặt á, nên con cũng thư thả. À. Quá. Ủa, nay bác đi đâu mà mua đồ nhiều quá vậy? Bữa nay con trai bác nó về. Ủa, đang về hả bác? Ừ, thành ra mua nhiều nhiều làm cho nó ăn. Dạ. Nó về đi. Con chào bác. Ai dạ. Ê, đây để con sắp phụ cho. Trời đất ơi. Mày đang mừng mà. Con cũng làm sắp xong rồi, con sắp về cho bác cũng gần đây mà, rồi xong quay lại con làm tiếp cũng được mà. Được không đó? Cho con xin thêm ít tiền nha. Ủa, má nhớ kỳ rồi con về con cũng xin tiền làm vốn rồi mà. Dạ, tại cái kỳ trước á, con lỡ đầu tư sai thời điểm, con thua lỗ sạch luôn. Bây giờ á, má cho con xin thêm ít vốn đi, con làm lại ha. Kỳ này con cần nhiêu? Dạ, khoảng 20 triệu rồi má. Hả? Cái gì dữ vậy? Trời má ơi, vốn làm ăn mà có 20 triệu à. Giờ má nghĩ coi, má đầu tư càng nhiều á là má lời càng nhiều. Nếu mà bây giờ mà má đầu tư ít á là cơ sở làm ăn của má nhỏ, không bị mấy thằng cơ sở khác nó đè bẹp. Ha. Nghe má. Con có chí làm ăn á là tốt lắm rồi. Nhưng mà kỳ này con phải cẩn thận nha. Cái nào đáng mừng á thì mừng, còn cái nào không á thì thôi. Đừng có nghe theo lời bạn bè mà mần sằng mần bậy đó. Dạ, trời, con lớn mà con biết rồi. Thôi, giờ về nhà đi, để má tính. Dạ. Thôi, thôi, để đăng sách cho. Má đi trước đi. Dạ. Sao vậy ta? Đang chạy mà tự nhiên tắt máy vậy? Xong. Nó bận rồi. Xe nó bị hư, nó đang sửa. Nó kêu đợi được 2 tiếng ông nó ra nó rước ông. 2 tiếng nữa hả? Ừ. 2 tiếng nữa thì không được. Bây giờ tôi đang có công chuyện gấp. Giờ sao ta? Tôi cũng không biết nữa. À, không ấy á, bây giờ ông chở tôi ra bánh xe đi ha. Rồi có gì tôi gửi tiền xăng lại cho ông. Ừ, cũng được. Nhưng mà cái xe tôi đang không nổ nè, tôi coi. Hên xui nha. Trả công người ta nó có đáng bao nhiêu đâu. Đã lớn tuổi rồi mà cứ làm hoài vậy đó, rồi tối về nhức lưng rồi xong bệnh cho coi.
Trời ơi, cái sóc nhỏ ở xóm này nó đi mần hết rồi. Còn ba lặt vặt này mà kêu người á khó lắm. Ờ ha. Thôi thôi, bác né qua một bên đi, để con làm cho. Mấy cái việc này con làm lẹ lắm. Bác cứ ngồi nghỉ đi. À, thôi bay làm ha. Dạ. Bác đi vô trong này bác coi ba cái bông cái hoa coi. Ông đứng đây chờ tôi chút nha. Má, con mới về. Ủa, con mận gì suốt đêm qua giờ con mới về? Dạ, tại hôm qua con bàn chuyện làm ăn với đối tác á, rồi con xỉn quá, con ngủ nhà của nó nhờ. Nhanh lên mày. Con lại giao vô với thằng Đực hả? Má không có ưng rồi đó. Con biết ở xóm Xẻo Lá này á, thằng Đực nổi tiếng là thằng gian xảo, làm ăn không có đàng hoàng. Má ơi, ổng là cái người mà giới thiệu con làm ăn đó. Còn cái chuyện mà người ta nói gì với ổng á, con không quan tâm. À, má, chiều nay á, má cho con xin thêm ít tiền nha. Nữa hả? Trời má ơi, người ta làm ăn á là người ta đầu tư bạc tỷ luôn á. Còn con mới có nhiêu đây à, đâu nhầm nhò gì đâu. Mà biết nhiêu? Dạ. Ừ, 1 triệu thì má xây được. Tại bữa con về con lấy hết 20 triệu của má rồi. Bây giờ má đâu còn tiền đâu. Cái gì mà 1 triệu má? 1 chục cũ. 1 chục cũ là cái gì? Dạ là 10 triệu đó má. Hả? Trời có gì đâu má hết hồn. Con nói cho má nghe á, bây giờ má cứ xây cho con đi. Con đảm bảo lần này á 100% là thắng. Tại á, người ta tin tưởng con, người ta giao cho con một cái đơn hàng lớn. Mà nếu con không xây tiền á là người ta không có giao. Với lại con á là con hùng với bạn không mà. Chứ con đâu có làm một mình đâu. Ha, má yên tâm nha. Thì giờ con nói làm sao á thì má nghe như vậy. Dạ. Nhưng mà má dặn con điều này. Sao má? Là hùng hạp làm ăn với người ta á, là con phải theo dõi người ta coi đàng hoàng hay không. Người ta làm ăn ở chỗ đó được hay không. Dạ con biết rồi mà. Ha, má yên tâm đi. Thôi má đi lấy đây. Dạ. Trời xây đâu ra trời. Nhanh nhanh mày ơi. Nói giống như đúng rồi vậy đó. Không được. Ủa mày bị lòng ben là lá còn ngứa gãi dữ vậy? Không bác hai, con đâu có ngứa người đâu. Ngứa sao gãi? Con chỉ ngứa mắt thôi bác hai. Ngứa mắt sao gãi tai? Tại con giả bộ con làm vậy á, cho bác hai để ý đến con, rồi xong con có chuyện con kể cho bác hai nghe. Ủa Xẻo Lá mình có chuyện gì hả? Cái này là do bác hai tự hỏi con nghe, chứ không phải là con tự kể cho bác hai nè. Có công mà làng xóm ta nhìn vô ta tưởng con nhiều chuyện á. Chuyện gì nói nghe coi. Chuyện là vậy nè bác hai. Tức thiệt chứ. Mày nghĩ sao á, bắt kèo nào cũng thua chứ. Bắt kèo dưới cũng thua, kèo trên cũng thua. Thôi mày yên tâm đi, để tao về tao tìm cách rồi kiếm tiền gỡ lại. Đó, mới hôm qua nó về nó xin tiền, nó nói nó đi mần ăn xa này nọ. Bác hai cũng biết rồi, bác được làm ăn cực khổ. Bây giờ nghe nó nói vậy xót, phải chạy đi gom tiền này nọ cho nó. Ai ngờ nó hốt hết tiền nó đi cá độ. Bác coi có được không? Là được này, bà vô phước thiệt chứ. Con phá của kiểu đó làm ăn sao nông nổi. Con thấy mà con tức á. Lúc đó con định chạy là con nói với bác được luôn á. Cái đà này biết á, nó ôm tiền hết đi rồi mới mốt bác được không còn gì hết, bác được phải ra đường ở á. Giờ sao đây bác? Bây giờ mày muốn nói cho nó nghe đó là mày phải có chứng cứ đàng hoàng. Mày xui quá. Mày về mày kiếm lá bưởi mày tắm đi, xả xui rồi chơi tiếp. Đen! Dạ, má. Con mới nói cái gì đó? Dạ con đâu gì đâu má. Con nói với má là con xin tiền con đi làm ăn. Mày bây giờ con đem đi cá độ là sao? Dạ không có má, con xin tiền má đi làm ăn thiệt mà, con đâu có cá độ gì đâu. Nếu mà má không tin á, má hỏi anh Đực đi. Ủa? Thằng Đực đâu? Con dám lừa dối má nữa hả? Dạ. Trời ơi, tức của thằng này quá. Má, má, má. Bác Được ơi, con có mang mớ thuốc dòi qua đây cho bác uống cho đỡ ho nè.
bác thấy trong người sao rồi? Cũng còn, con cảm ơn con, làm phiền con quá. Trời ơi, chòm sớm với nhau không à, có gì đâu mà phiền bác. Để bác cũng coi con giống như con cháu trong nhà đi. Ủa, mà sáng giờ bác ăn gì chưa? Bác có nấu nồi cháo ở sau bếp á. Rồi, bác ngồi đây bác nghỉ đi, để con chạy xuống con múc cháo cho bác nha. Ôi, nó là người dân mà lại còn tốt hơn con mình. Đen nói có một câu à, nó giận nó không nói chuyện với mình. Bệnh hoạn nó cũng không thèm hỏi han thuốc thang gì hết. Đây, cháu tới đây. Nè, bác ăn đi bác. Bác từ từ ăn thôi, coi chừng nóng nha. Bác ăn đi. Ủa, anh Đen. Đen, con định đi đâu nữa vậy? Đi công chuyện. Má nói rồi đó, con không được giao du với thằng Đực. Nó không phải là người tốt. Vậy theo má, ai mới là người tốt? Má đừng có để vẻ bên ngoài của người ta dụ dỗ. Chắc gì á, người ta không có ý đồ với má. Ủa, anh nói vậy là ý gì hả anh Đen? Tao nói cái gì á thì tự hiểu. Bày đặt ra vẻ ăn cần, chắc cũng có ý đồ gì đây nè, đúng không? Anh đừng có quá đáng nha. Tao quá đáng đó rồi sao? Im đi. Thằng Long, nó là người dân nước lã. Mà mấy ngày nay, một tay thằng Long nó chăm sóc cho má. Con là con ruột của má, mà má không thấy con hỏi thăm má một tiếng, không thấy thuốc thang gì hết. Má nói làm sao? Nếu bây giờ má quý nó quá, má dặn nó làm con đi, má từ tôi luôn đi. Má hết nói nổi con rồi. Được, được, từ nay má sẽ nhận thằng Long làm con nuôi. Sau này má có mất đi thì toàn bộ gia sản này má sẽ để hết lại cho thằng Long. Má, má đừng có quá đáng vậy nha. Bây giờ má từ con đúng không? Được, con bỏ cái nhà này đi cho má vừa lòng. Anh Đen. 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 Anh Đen. Đen. Alo. Alo, được hả? Mày là thằng nào? Tôi Đen nè. Mày gọi số lạ, sao tao biết? Trời ơi. Ờ, ông sao mà tôi gọi số kia cho ông có được đâu. Bộ ông chặn số tôi ấy vậy? Hên á là tôi có cái sim phụ, tôi gọi cho ông. Mà mày gọi tao có chuyện gì á? Nói lẹ đi. Thì mấy bữa nay á, cái tụi tài điên á, nó dí tôi quá. Trời à, bây giờ ông có tiền không? Ông cho tôi mượn đi, tôi lên Sài Gòn á, tôi trốn một thời gian. Sao mày như vậy, mày mượn má mày á? Bả thiếu gì tiền? Tao tiền đâu mượn. Tôi mới cự lộn với bả, bây giờ tôi bỏ nhà ra đi rồi. Mày ngu quá. Mày mượn bả không cho, thì mày ăn cắp. Không lẽ má mày đi báo công an bắt mày? Ông nghĩ sao vậy? Tôi đã bỏ ra khỏi nhà rồi, không lẽ giờ vác cái mặt về nữa? Bây giờ ông cho tôi mượn đỡ đi. Tao nói là tao không có tiền. Mượn cái gì mà mượn? À, ông Đực, không mấy giờ vậy? Tối nay á, tôi qua nhà ông ngủ giờ nha. Rồi có gì á, anh em mình tính tiếp. Trời trời trời, mày bất giận đây. Mày mới nói với tao á là tụi thằng tài điên nó kiếm mày. Bây giờ mày đòi qua nhà tao mày ngủ, cho nó phá nhà tao hả? Thôi đi nghe, đừng làm phiền tao nữa. Đực, ông Đực. Khốn nạn, lúc tôi có tiền á theo nịnh hót, bây giờ lại trở mặt. Dạ em nghe anh Tài. Ê, thiếu nợ tao rồi trốn luôn hả mày? Dạ không có anh Tài, tại mấy bữa nay em bỏ nhà em đi bởi vì không có tiền trả cho anh Tài. Tao không cần biết, giờ mày nói đi, chừng nào có tiền trả cho tao. Dạ tại anh Tài ơi, không mấy giờ anh ráng thêm vài ngày nữa được không anh Tài? Tao kỳ hạn cho mày trong ngày mai,
mày mà không trả cho tao. Mày con mệt quá, lúc đó chú Hai thấy con á. Mày làm gì không được nhân đem. Cái gì cái? Bà cũng là má của mày, sanh mày ra, nuôi cho mày tới lớn. Mày không đền đáp lại thì thôi. Đằng này mày đi ăn cắp tiền của má mày, mày làm gì mày coi được không? Mà chú Hai nghĩ coi, má con á có thương con đâu. Trời Phật ơi, mày nói gì mày nghe được hả? Trên đời này không có cha mẹ nào mà không thương con á. Không thương con mà nuôi mày tới lớn vậy đó hả? Sanh mày ra bê lớn nè, nuôi mày tới hình hai mày cỡ này nè, mà mày nói không thương mày. Không thương mày sao nuôi mày được? Nếu mà má con thương con á, hôm bữa mà con xin tiền trả nợ là má con cho con rồi. Mày nghĩ sao mày nói ra câu đó? Má mày làm lụng từ hồi nào tới bây giờ, cực khổ biết bao nhiêu, được bao nhiêu tiền. Nội nuôi mày được cỡ này đó là mai phước lắm rồi. Mày không làm có tiền để mày về mày cho má mày, mày còn đi cờ bạc, đi cá độ đá banh, số đầu số đuôi đó, rồi thiếu nợ thiếu nần người ta, về xin tiền mẹ già để trả nợ người ta. Ủa mày làm gì mày coi được hả? Mày thiếu nợ người ta thì mày tự trả đi. Sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Má mày làm gì ra tiền? Mà chú Hai thấy đó, con từ nhỏ tới giờ á, con có làm cái gì đụng tới chân tay đâu, con đâu biết làm gì đâu. Thì không biết thì bây giờ tập làm cho nó biết. Ăn cơm á, ta còn tập mà. Từ nhỏ sanh mày ra mày có biết ăn không? Cũng phải tập chứ. Tập ăn thì bây giờ phải tập làm. Làm để mình trả hiếu lại cho cha mẹ mình sanh mình ra nè, nuôi mình lớn lên nè. Đó, má mày sanh mày ra có tay có chân để làm gì? Để trang trí chơi hay làm gì? Sống phải biết suy nghĩ con, thấy không? Phải suy nghĩ cho nó kỹ lại đi. Cha mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình lớn lên thì mình phải báo hiếu lại sao, coi cho nó được. Bây giờ mà mày không trả hiếu má mày đó, sau này đó mày sẽ hối hận. Mà hối hận không kịp, bởi vì má mày già rồi, đâu có sống bao lâu nữa. Mình lớn rồi, làm để trả ơn cha mẹ chứ, phải có hiếu chứ. Chú Hai, vậy bây giờ con phải làm sao chú Hai? Bây giờ đi về rồi xin lỗi má mày, rồi ở nhà cô má mày sai biểu chuyện gì làm phụ giúp má mình. Đừng có đi chơi nữa, đừng có cờ bạc nữa. Hai mẹ con hủ hỉ cùng nhau mà làm. Bà thương mày á, mày có hiếu với bà, bà sống lâu thêm chút nữa. Còn mày bất hiếu vậy nè, bà chết sớm. Dạ, vậy con biết rồi. Con cảm ơn chú Hai. Hứa nha. Dạ. Hứa với chú Hai là phải làm y vậy nha. Chứ mày còn cái kiểu này nữa, tao nói mày ở giá suốt đời luôn. Mà nếu bây giờ cái sống này nè, con gái đó, nó thấy mày đối xử với má mày vậy đó, có con nào dám ơn mày không? Có con nào dám chịu mày không? Nó nhìn thấy cờ bạc, rượu chè, lại còn bất hiếu với mẹ mình nữa. Tao nói cả con trai thôi, nó nhìn thấy mày bất hiếu, nó cũng dám chia thân mày nữa. Má mày mày không thương, rồi mày thương ai? Thấy không? Cái tội lớn nhất trên đời này của con người đó là cái tội bất hiếu. Má. Đen, con về rồi đó hả Đen? Mấy ngày nay con đi đâu? Má, má tha thứ lỗi cho con nha. Con hứa với má là con sẽ tu chí làm ăn, con không có chơi bời lêu lỏng nữa đâu. Má chỉ có mình con à. Bây giờ má còn lo cho con được, mai mốt má mất đi rồi đó, con mà tánh nào tật nấy á, là con mang cái khổ vô người đó. Dạ con biết rồi. Từ lúc mà con bỏ nhà đi á, con mới thấm thía những cái lời má dạy con á là đúng. Con không nên giao du với người xấu. Để bây giờ con nhận được một bài học thích đáng rồi má. Con hiểu ra vậy là tốt rồi. Mai mốt á, con khỏi đi làm ở đâu hết trơn á, cứ ở nhà phụ má là được rồi. Dạ.
Bác Được ơi, bác Được, bác Được, bác Được có nhà, bác Được. Ờ, à, hình như ông gọi má đó. Bác này con, gì đây? Dạ, hôm nay con đem đồ nghề qua sửa cho bác mấy cái ghế nè. À. Ủa? Đen nó về rồi đó con. Dạ. Anh Long, anh cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Tôi hơi nặng lời với anh. Có gì đâu, à, tôi cũng quên rồi, không sao đâu. Đen nó hứa với bác á, là nó sẽ làm lại đó con. Vậy thì hay quá, cố gắng lên. Thôi, con vô sửa ghế bác. Ờ, à, mà khoan. Dạ. Bữa má có nói chuyện mà nhận Long làm con nuôi á, con nghĩ sao? Dạ, tùy ý má thôi, con sao cũng được mà. Còn Long sao con? Dạ, à, nếu được vậy thì con vui lắm. Tại vì à, lâu rồi con cũng thiếu thốn tình cảm gia đình. Con cảm ơn bác. Kêu má. Dạ, con cảm ơn má. Alo. Dạ, con chào cô. Con là nhân viên bên công ty phân bón ạ. À. Bên con đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng để tri ân khách hàng. Con gọi điện để chúc mừng cô là khách hàng may mắn nhất. Đúng vậy. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà trúng cái gì vậy cô? Cô trúng một chiếc xe tay ga đó cô. Vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Bây giờ cô cung cấp cho con số chứng minh thư, họ tên, địa chỉ nhà để con xác minh. Rồi sau đó con sẽ gọi điện lại báo ngày trao thưởng cho mình nha. À, tôi, vợ tư ếch. Dạ, còn số chứng minh thư thì sao ạ? À, số chứng minh hả? Tôi đâu có nhớ đâu. Hãy để đi, lát tôi về nhà, tôi lục chứng minh rồi tôi đọc lại cho cô sao được không? Cô về nhà lâu không để con biết đường con gọi lại cho cô? Chút xíu à, khoảng 10 phút hả? Dạ. À mà khoan, cho tôi hỏi cái này một cái. Thường thường á, mấy cái chuyện mà bốc thăm trúng thưởng nè, tôi thấy người ta quảng cáo ở trên TV quá trời luôn. Mà sao cái vụ mà tôi trúng này mà sao tôi không thấy quảng cáo trên TV vậy trơn vậy cô? Đây là chương trình tri ân khách hàng bất ngờ nên là tụi con không có quảng cáo nha cô. À vậy hả? À, mà sao mà mấy cô biết số điện thoại của tôi hay vậy ta? Dạ, tụi con dựa trên danh sách khách hàng mua phân bón do các đại lý cửa hàng cung cấp ạ. À, vậy hả? Vậy thôi, để tôi về. Tôi về liền để tôi lấy số chứng minh nè. Tôi đọc lại cho cô hen. Dạ. À, mà gọi lại số này cho cô đúng không? Dạ. Rồi, vậy tôi cúp máy hen. Tôi về hả con? Ủa, đâu qua lít? Dạ, bác Hai con mới qua. Đâu đây? Dạ, con qua chơi. Hả? Hôm rồi đâu mà không thấy xuất hiện ở cái xứ xẻo lá này mày? Dạ, con đi mận. Vậy đó hả? Mận gì? Thì đi thu mua tôm chứ mận gì bác Hai. Bận rộn dữ lắm. Dạ. Tưởng rảnh ngồi chơi bận rồi thôi về đi. Dạ. Dạ, thú thật là con qua đây con có một chuyện muốn bàn với bác Hai. Chuyện gì? Dạ. Đây. Dạ. Bác Hai, thấy con mới làm đẹp không? Để ATM mà. Con mới làm luôn á. Bình thường thôi chứ đẹp gì đâu. Trời ơi. Ôi con thấy cái này là làm ăn mà có cái này là cái mới ghê lắm á. À, ý mày qua đây là mày nói lúc này mày làm ăn có tiền rồi vậy? Gửi ngân hàng mới có cái thẻ này đi rút tiền vậy? Dạ thì thú thiệt chứ bác Hai á thì cũng làm ăn mà. Bây giờ không lẽ mình gặp khách hàng cái giao dịch lần mấy chục triệu cái mình điếm như này mình đưa người ta thì nó mắc cỡ lắm. Đó, ngại thôi mình chuyển khoản qua cái gì internet banking gì đó, nhanh lắm.
Trời ơi, bác hai chúc mừng mày nha, ăn nên làm ra ha, lúc này có tiền khá giả rồi, khỏi đi mượn tao cũng đỡ hết sức. À, bác hai, là con mới làm á, con muốn đăng Facebook, mà con muốn là chụp chung với bác hai luôn, ha, hai bác hai mày làm tấm. Vô, vô. Đất ơi, có cái thẻ đó mà chụp hình đăng Facebook, kỹ lắm, đã cười chết luôn à. Ông Tân ơi! Ông Tân ơi, ông Tân! Ông Tân! Gì mà la như vịt chạy động vậy? Gì? Trời ơi, ông Tân ơi! Mình mua thuốc trừ sâu với phân bón đó, được trúng thưởng một chiếc xe máy tay ga. Trời ơi! Thiệt hả? Thiệt! Trời ơi! Ai nói mà nghe vậy? Thì ở trên công ty phân bón, nó điện thoại cho tôi nè. Kêu tôi cung cấp rõ họ tên nè, địa chỉ nhà, rồi số chứng minh nhân dân. Mà tôi nãy tôi đâu có nhớ số chứng minh nhân dân của tôi đâu. Trời ơi, bây giờ vô lấy ra coi đi, đi. Thì tôi có nói rồi, tôi nói để tôi về nhà, tôi lấy chứng minh rồi tôi đọc lại sao. Đi lấy liền đi, trời ơi. Trời ơi, vui quá trời, vô lấy liền. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên vô phân bón tôi mà trúng cái xe tay ga, tự đã thiệt. Năm nay thì tự nhiên hên quá trời, làm tới liên miên luôn ta. Trời, bà lâu gì trời, có chứng minh thôi mà lâu gì. Vậy hả cô? Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Ủa? Sao vậy? Cái gương mặt nãy đi vô, gương mặt đi ra sao khác quá vậy? Phát phưởng lộn người hả? Không phải. Nhưng mà họ nói á, phí vận chuyển một chiếc xe máy về đây á, rất là tốn kém. Hơn nữa cái đây là cái chương trình mình bốc thăm trúng thưởng, thành ra là phí vận chuyển nè, rồi phí thuế gì đó là mình phải lo hết. Ủa, có vụ đó nữa hả? Ừ. Họ kêu tôi á, gửi tiền vô tài khoản ngân hàng của họ, rồi 3 ngày sau á, mình sẽ nhận được cái xe. Gửi tài khoản vô ngân hàng, gửi nhiêu vậy? 4.3 triệu. Thì chuyển đi, có 4.3 triệu mà. Nhưng mà, hồi sáng á, tôi đem tiền đi trả tiền phân bón với thuốc trừ sâu hết rồi, còn để con ít ở nhà hà. Ngộ vậy, mỗi lần là vô mùa vụ á bà mới trả tiền, tự nhiên nay sao trả sớm vậy? Không ấy, mình gọi điện cho con nhái đi ông. Thôi, mình đừng gọi cho con nhái, để mai mốt lãnh thưởng tao đi chụp hình gửi cho nó bất ngờ. Nghĩ cái khác đi. Hay là để tôi đi mượn đỡ hàng xóm đi. Cái chừng nào mình nhận được cái xe máy mới á, mình bán cái xe máy cũ của mình, mình đem tiền ra mình trả lại cho người ta. Ừ, cái này được nè. Được hết. Được. Tuần thì chân chờ lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi, cây căng với đồ té là xong mình liền. Chết chiếc xe tôi luôn rồi trời. Trời ơi, sao mày đi đụng tao luôn vậy? Mày sớm giờ mày đi đâu mà nãy tao chạy ngang cái vựa tôm mày không thấy mày à? Nay nhà chú Chính có đám giỗ, rồi ổng không có đem tôm ra bán được, tao chạy vô tao lấy nè. Gì hả? Cửa gầy mà ăn được không mày? Thấy tao mua tôm vậy là biết tao buôn bán được rồi. Gì hả? Rồi đi đâu đây? Đi mua thuốc cho bà ngoại, bà bị cảm. Ủa, ngoại bệnh hả? Ừ. Trời ơi. Ê Tèo. Gì? Mày mua tôm của tao đi, về nấu cháo hành cho bà ngoại ăn, cho bà ngoại mau hết bệnh. Nấu cháo tao về nhà tao bắt tôm tao, mua tôm mày chi vậy? Trời ơi, nước có rồng đâu. Rồi mày đợi nước rồng rồi mày xả, biết khi nào mày bắt được tôm. Mang tiếng tao bán lại cho mày, mà tao để người ta 23.100 gram, còn mày á bán 18.000 thôi, như là tao đưa cho bà ngoại ăn vậy mà. Thiệt mày? Thiệt chứ bộ. Cũng đúng ha, có mấy con tôm mắc công lội xuống ao bắt nữa. Ừ. Vậy thôi, lấy ít con đi, về nấu cháo ngoại ăn cho hết bệnh. Ê, số lạ, mối mới. Đã mày, nhiều mối vậy? Cặp này tao nổi tiếng lắm. Dạ, alo, chủ vừa tôm Ba Lít xin nghe. Chào anh, chúng tôi gọi cho anh từ phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Chúng tôi đang điều tra vụ buôn bán ma túy và đã bắt được hai đối tượng. Họ đã khai ra là có giao dịch chuyển tiền vô số tài khoản của anh đó. Cái gì vậy? Bộ tôm nhiều lắm sao rung vậy? Gì vậy Ba Lít? Ba Lít? Gì?
gì vậy? Có ai kiếm tao á thì mày nói đừng gặp tao nha. Chuyện gì vậy? Tôi không bắt tao thôi. Ba lên, ba lên. Thằng kỹ trời. Dạ chào anh Xui. Ủa chào chị Xui. Dạ chị Xui qua có chuyện gì không? Dạ có chị Xui ở nhà không anh? Bà nhà tôi bà đi vắng rồi, mời chị Xui ngồi. Mời chị Xui uống nước. Dạ cảm ơn anh. Chúc mừng anh chị Xui nha. Cả xóm này á ai người ta cũng ranh tị với anh chị hết á. Dạ anh Xui biết không, bữa mà ở trên công ty nó điện xuống á, nó nói là nó báo trúng thưởng á. Trời ơi tôi mừng quá trời quá đất anh Xui. Bà có tiền bạc á chị đừng có ngại, để chiều bà về tôi kêu bà đem qua cho. Dạ dạ vậy cảm ơn anh Xui trước á. Trời ơi có gì đâu. Dạ uống nước đi chị. Dạ ngoại ơi con đi làm không ngoại? Nhớ đón bé An về luôn đó. Dạ. Ủa Tèo, ngoại nghe nói bên nhà chú Thím Tư mới trúng thưởng phải không? Đúng rồi ngoại, trúng chiếc xe tay ga luôn á. Ôi bên đó hên quá ha. Thì tại chú Thím Tư mần ruộng mần gãy nhiều, xong rồi người ta xài phân xài thuốc nhiều trúng phải rồi ngoại ơi. Nói gì thì nói thì bên đó cũng giỏi mà cũng hên nữa. Ước gì nhà mình cũng được trúng thưởng lần con ha. Ha. Mà ngoại, thí dụ nhà mình hên hên mà trúng thưởng á, cái ngoại ước trúng gì vậy? Nếu nhà mình mà trúng thưởng á hả, ngoại ước chiếc xe đạp. Thôi lỡ ước người sao ngoại không ước như bự bự luôn. Rồi trúng chiếc xe tay ga, trúng tủ lạnh, hay trúng tivi cho ngoại coi cải lương gì. Ước xe đạp làm chi? Vậy chứ con không thấy đó hả? Bé An nhà mình mỗi ngày nó đi học, bay phải đưa đón nó nè. Có phải mất công không? Bây giờ trúng cái xe đạp, cái tự nó đi học luôn. Có phải khỏe không? Cũng đúng ha. Thôi, con đi làm ngoài đi trễ đó. Bay đi làm đi. Dạ. Nhớ đón bé An đó. Dạ, đi nha ngoại. Mà nè Tèo, bữa nay ngoại có nấu canh rau tập tàng, bay thích đó. Vậy hả? Vì ngoại nấu cơm nhiều nhiều vậy, ăn hết cơm luôn. Tôi biết rồi ông con. Đi ngoại. Họ trúng thưởng thì cũng phải, chứ nhà mình có làm miếng ruộng nào đâu mà đòi trúng thưởng. Ôi, nghĩ gì cho mệt, hay không bằng hên à. Ôi trời, chạy xe mắt để trên chân mày hay vậy? Trời, kiểu này có ngày lên trời ở luôn nha con. Mày có sao không? Không. Mày mới có sao không á? Không. Vụ này là có chuyện gì nè đúng không? Đúng không? Tao qua nay là tao thấy nghi nghi rồi. Gì vậy? Kể coi. Kể coi. Kiếm gì? Kiếm gì vậy? Tìm gốc khuất nói chuyện. Đang bị theo dõi. Đi. Rồi sao? Vụ gì kể nghe coi. Có cái ông công an hình sự nói là đại tá Thanh ở trên tỉnh nó gọi cho tao. Mày làm gì mà tới công an hình sự người ta gọi cho mày? Hả? Mày làm ăn phi pháp gì đúng không? Mà tí. Trời ơi ba Linh. Ba Linh ơi ba Linh, mày nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao mày chơi tới mấy cái đó ba Linh? Để từ từ tao kể. Chứ sao? Ông nói á,
là công an hình sự tỉnh đã điều tra ra một vụ buôn bán ma túy và bắt được hai đối tượng. Rồi hai đối tượng luôn mắc mớ liên quan gì tới mày? Bà con dòng họ gì với mày đúng không? Khách hàng của tao. Khách hàng hả? Nói là hai người đó chuyển tiền qua số tài khoản của tao. Tự nhiên hai người đó chuyển tiền vô tài khoản của mày hả? Mà người ta có nói là hai người đó là hai người nào không? Nói là thông tin mật, không có nói cho tao được, đang điều tra. Mà mày có hỏi là ổng chưa? Nhiều khi ổng lộn người á, lộn số điện thoại rồi sao? Lộn gì mà lộn? Giấy chứng minh, thông tin tài khoản, hạn mức sử dụng, bao nhiêu là của tao, nói đúng ranh rách hết, không sai cái nào. Rồi sao hôm qua mày không chịu nói với tao? Như không, mày bị công an hình sự tỉnh gọi vô mày, nói là dính líu tới buôn bán ma túy. Mày có sợ không? Sợ sao không? Bây giờ tao không biết bắt đầu từ đâu nữa. Dạo để tao phóng cái hồng này tao tự tử tao chết đâu rồi. Tỉnh mày ơi. Bây giờ mày tính sao? Tính cái gì? Dạ, kêu tao chuyển tiền cho tài khoản. Rồi á, ông đại tá đó sẽ xác thực là cái nguồn gốc tiền đó làm sao mới chuyển lại cho tao. Nghe tới công an hình sự là thấy ớn rồi, còn thêm ma túy nữa. Hèn chi sáng giờ mặt mày mày cứ lơ thơ lẩn thẩn gì đâu không à. Dạ, mày đi xuống với đầm tôm gom tôm mà giờ không biết tiền đâu đi nữa. Lần đầu tiên làm ăn với người ta cũng dính tới cái chuyện này thiệt tình. Mà ổng kêu mày chuyển nhiều lần. 1 triệu hả? Thôi gì 10 triệu. Cái gì? 10 triệu hả? Thôi, bình tĩnh đi. Để tao về nhà tao gom tiền cho. Tao cũng có. Hả? Mày có. Mày có nhiêu? 1 triệu. Mày lít nó xui dữ trời. Giờ cần tới 10 triệu để nạp cho người ta. Kiếm đâu ra 10 triệu giờ? Alo, trời đẹp trai xin nghe. Ừ, anh chào em. Ủa em là ai ạ? Tôi gọi tới cho anh từ phòng cảnh sát sự của tỉnh. Kỹ trời. Ủa sao hai ông bà mới trúng thưởng đây mà mặt mày buồn hiu như cái bánh bao chiều vậy? Anh Duy, cái vụ mà mượn tiền anh chị mấy bữa trước đó à. Anh chị để thư thư vài bữa được không anh? À, anh chị muốn để xe cũ lại xài chứ gì? Không sao đâu, được mà. Từ từ, vợ chồng tôi cũng chưa có gấp đâu. À, anh hai à, thật ra là tụi tôi bị gạt rồi anh hai. Trời đất ơi, bị gạt? Là sao? Sao giờ tôi trơn trên trật cũng thấy. Không, ông thấy tôi nay sao? Lát về chụp hình là đẹp không ha? Có nhiều đó hỏi hoài. Đó, người ta hứa 3 bữa đem tới sự bất ngờ. Mà tới giờ kìa, muốn đứng bóng rồi chưa thấy kìa. Ờ hen. Giờ này cũng trưa lắm rồi đó. Người ta hẹn là sáng sớm sẽ tới trao giải mà. Giờ chưa tới nữa ta. Ờ, hay là bà gọi lên cái chỗ mà chăm sóc khách hàng coi sao. Ông không nhắc tôi quên, để tôi gọi điện. Ừ.
rồi ông ơi. Có khi nào xui ông sao mở miệng ra nói toàn chuyện xui không à? Hay là bây giờ chạy đại lý phân bón hỏi cho chắc. Bà ra ngoài hỏi đi, tôi ở nhà có gì khách người ta tới tôi tiếp người ta. À vậy tôi đi nha. À bà ở nhà đi, để tôi đi. Gửi bà ra ngoài đó, có cái gì bà sửa ngoài chết cả luôn. Tôi đi cho. À thôi đi đi. Đó rồi tôi mới chạy ra đại lý phân bón, tôi hỏi thì đại lý phân bón mới gọi công ty. Trên công ty mới nói là không có chương trình trúng thưởng nào vậy hết trơn anh hai. Quý thần thiên địa ơi, rồi anh chị có đi báo công an chưa? Chú Hai, chú Hai ơi, chú Hai. Chú Hai. Gì vậy Thảo? Chú Tư, Hiên Tư. Chú Hai. Nữa hả? Dạ. Dạ. Em đang trên đường ra ngân hàng gửi tiền cho mấy anh nè. Dạ dạ dạ. Dạ. Alo. Trời ơi, mấy anh bên hình sự đang hối nè. Vậy thôi nha. Ai vậy trời? Đi đi. Bắn lên, bắn lên. Thôi. Chặn lại, chặn đầu rồi. Bắt hai tèo. Trời đất rồi đó. Dạ. Trời ơi, mô Phật thiện tai. Tôi chưa đi ngân hàng phải không? Dạ chưa, tránh ra cho con đi. Khoan, trả tiền lại cho tao đi. Cái gì? Mày không cho tao mượn tiền nữa hả? Tao nói cho mày biết, mày bị lừa đảo rồi. Chứ không có công an, công yết gì đâu. Dạ, không có bị lừa đâu, bác Hai mới gọi cho con nè. Mày ngu vừa đó. Nếu công an người ta mời mày đó, là người ta mời mày tới cơ quan đàng hoàng. Người ta ngồi đó người ta lập biên bản ba mặt một lời. Chứ công an nào mà làm việc với mày bằng điện thoại. Đúng rồi ha. Cái chuyện này quan trọng gì là công an phải xuống rồi là mời con lên luôn rồi. Chứ đâu có phải điện thoại vậy. Giờ này mấy sáng mắt ra đó hả? Vậy là con bị lừa bác Hai. Chứ còn gì nữa. Nào điện mà sợ chứ vậy? Để tao nói chuyện cho. Đó là đội hình sự. Bắt cái gì mà hành xử, cái gì mà mày sợ nó. Đây nè. Alo. Bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Cơ quan công an mày ở chỗ nào đâu? Mày chỉ đi, mày cho địa chỉ đi. Tao tới liền. Đó. Nè, đây, mày gặp đồng đội của tao nè, bạn Tèo nè. Alo. Phải ra đây nói chuyện ba mặt một lời. Công an không có nói chuyện qua điện thoại. Ừ. Nè, tao nè. Tao là chủ vựa tôm 3 lít ở xẻo lá nè. Không dễ bị lừa đâu nha. Cái gì? Tốt. Nè, alo. Alo. Mày đâu rồi? Tắt máy luôn á gì bác Hai ơi. Quăng đi để làm gì? Cũng con đấy con xài. Cái nhóm mà giả danh công an đó, nói mấy cái thằng buôn ma túy đó, nó chuyển nhầm cho mày bao nhiêu tiền? À, con cũng không biết nữa. Ủa? Mày không có gài vô điện thoại mày hả? Dạ không. Mày phải gài vô cái điện thoại mày, người ta chuyển tiền bao nhiêu thì cái điện thoại mày nó nhảy cái tét nó hiện lên là bao nhiêu tiền. Trời ơi. Thiệt tình con không có cài sao con ngu dữ vậy? Bài đặt ATM đồ. Đã vậy còn lên Facebook khoe rồi nữa. Tao nói cho mày biết, vợ chồng Kim Tư Ách á cũng mới vừa bị nó lừa cái vụ xe gắn máy gì đó. Ủa? Nó nhắn tin nó nói là trúng xe trúng cổ gì đó, rồi đấm cho nó mấy triệu, rồi làm thủ tục lãnh xe. Có lãnh được chiếc xe nào đâu. Bây giờ tiền mất tật mang luôn đó. Vậy hả bác Hai? Nó sao? Cái vụ trúng xe thì cả xeo lá này ai cũng nghe, mà cái vụ mà mất tiền, cái vụ mà bị lừa tiền thì không ai nghe hết á. Bị giấu đâu dám la sợ mất cỡ. Giờ mày còn giữ số điện thoại của thằng giả công an đó không? Dạ có, con có luôn là đội hình sự hả? Rồi đi với tao. Đi báo công an. Để con chở chú Hai đi. Con đi.
theo con lấy lời khai. Má ơi má, cho con qua nhà bạn An chơi nha má. An ở nhà có một mình à, buồn lắm nên đủ con qua chơi chung á má. Con mới đi học về đã ăn cơm nước gì chưa? Dạ con ăn rồi. Ừ, đã học bài dở gì chưa? Ừ, mai là chủ nhật á, được nghỉ. Vậy mai con làm bài sau nha má. Ờ, vậy đi đi. Nhớ về sớm nha. Dạ. Trang. Dạ. Lát nữa đi chơi về á, trên đường ghé mua cho má ly nước cam nha. Mua xong về liền á, đừng la cà mà tan hết đá. Dạ. Nè, má đi cho con 200 ngàn á, lát thối về bao nhiêu biết không? Ừ, nước cam 15, thối về 185 ngàn. Ừ, giỏi quá à. Con có khát nước, mua thêm ly mà uống nha. Dạ. Đi về liền nha. Dạ. Chị quên, để con vô phòng, con lấy đồ chơi qua nhà bạn An chơi nha má. Ừ. Ai ai ai, tèo đẹp trai mà mang dép Lào. Chú Tư, chú Tư, chú Tư. Chú Tư đi đâu te te à? Tao nói mày tính uống cà phê, mà giờ đi ra rồi, để bực bội vô giờ đi về à? Ủa sao vậy? Là nghỉ bán hả? Có bán chứ, mà tao tức. Sao tức? Ủa sao uống cà phê mà mặt chú Tư đỏ đỏ vậy? Thì đó, tao nói mày á, tao đang đi uống cà phê, đi ngang nhà con Lý vợ hình sự đó, nó quýnh con bé Kiều, tao nói mày không muốn nát cái đít luôn. Cái gì? Bé Kiều nó mới 10 tuổi mà đánh gì? Thì bởi. Mà sao đánh vậy? Tao nói mày à, nó đưa cho con nhỏ 20 ngàn mua giết gì đó, mà còn dư mấy ngàn. Con nhỏ nó thích cái kẹp tóc nó mua, có bao nhiêu đó thôi mà quýnh con nhỏ quá trời quýnh luôn. Thánh thần ơi trời, giận quá mất khôn cái lôi con ra đánh vậy hả? Thì đó, tao nói mày con gái thì nó thích cái kẹp tóc là chuyện bình thường. Nhưng mà nó mua nó không xin phép thì mình biết cái đó thì mình về mình dạy nó, phân tích cho nó hiểu. Đâu có lý nào về cái đánh càng đánh đại đánh nhỏ kêu mình tơi bời qua lá chưa à. Bởi tự nhiên, thí dụ mua thì thôi từ từ nấu đúng không? Ừ. À, tức thì có tức luôn à. Ủa mà sao tự nhiên người ta dạy con người ta chú tôi tức? Nè. Là sao? Đó, nó quýnh con nhỏ, tao nhào vô tao can, tao vừa nhào vô nó sáng lòng bàn tay luôn. Mày thấy không? Là chú Tư nhào vô rồi chú Tư lãnh nạn giùm bé Kiều hả? Ừ. Thì kệ nó, tao chứ không sao, miễn sao nhỏ nó không bị đòn nữa được rồi. Đúng rồi. Thôi để nó nhỏ mà nó bị đòn tội nghiệp nó. Ừ. Thôi tao đi nha. Thôi chú Tư, lên xe con trở về cho xuống thuốc nè. Ừ. Thôi khỏi. Làm bộ vụ tao đang để kiếm cho ôm. Thôi, không có rồi ha, tao đi bộ rồi. Chú Tư, cái xe chó lẹ. Tiên Tiên, thấy sao, đẹp không? Trời ơi, đẹp quá vợ. Đẹp dày, chóc mắt niềm lắm ha. Má tôi nói, cái này mua tới 100 ngàn lần đó. Mà má tôi còn nói là tới cuối năm tôi học giỏi được lãnh thưởng thì má sẽ mua cho tôi nhiều đồ chơi mới nữa đó. Trời ơi, sao bạn sướng quá vợ. Tôi cũng muốn có một con như vậy nè. Mà thấy anh hai chị xe ôm kiếm tiền khổ quá à. Nên tôi không có đòi. Vậy chừng nào á má tôi mua cho tôi đồ chơi mới thì tôi sẽ đem qua nhà bà, tôi với bà chơi chung. Ờ à. Sao cái này đẹp quá nè, tóc đúng rồi dạ. Dễ thương rồi chứ. Ủa Trang mới qua chơi hả em? Em chơi nãy giờ rồi. Anh hai, anh vô trong ăn cơm đi, em có trừ phần cho anh hai đó. Thôi anh chưa đói, về lấy ít đồ vòng ra tiệm nữa nè. Ở chơi nha. Dạ. Thôi tôi phải về rồi. Ôi bạn ở đây chơi chút đi. Không được, tôi phải ghé quán cô Hồng mua cho mẹ nước cam nữa. À, quán cô Hồng cũng gần đây, với lại nhà bạn cũng gần đây nữa. Tụi mình chơi xí đi, rồi chút bạn đi mua nước cam cũng được ha. Ừ, vậy chơi tiếp đi. Ừ. Dễ thương quá ha. Thích chưa? Trang, quay lại má biểu.
Nước cam của má đâu? Lại đây. Nước cam ngon cũng hết rồi. Cái gì? Khi đi má dặn con á, muốn uống thì mua thêm một ly, con không nhớ hả? Con mua hết 200 ngàn cũng hết luôn rồi. 200 ngàn là mua được mười mấy ly nước cam. Một mình con uống được hết mười mấy ly hả? Con nói xạo má đúng không? Bây giờ có nói thiệt không hay là muốn ăn cay? Dạ, con làm mất rồi. Nó không mua nước cam cho má được. Đấy, rồi xong. Trời ơi, công nhận bạn An may đồ y chang thợ may luôn á. Cảm ơn bạn nha. Vậy mai qua chơi tiếp đi, rồi tụi mình cùng nhau may đồ chung búp bê. Ừ. Thôi, mà giờ tôi phải về mua nước cam cho má rồi. Rồi. Ủa, tiền đâu mất tiêu rồi? Hả? Bạn bị mất tiền. Trời ơi, vậy là mất 200 ngàn của tôi rồi hả? Mất ở đâu? Không biết. Mất hồi nào? Con không biết nữa. Nguyên chiều nay là con ở bên nhà bạn An đúng không? Dạ. Từ khi mà đi ra khỏi nhà mà đến nhà của bạn An á, con có ghé chỗ nào không? Dạ không, con đi thẳng đi nhà bạn An luôn. Đi. Đi đâu vậy má? Đi qua bên nhà của bạn An làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Má. Con bé An đâu rồi? Má. Đây rồi. Chào cô. Con có lấy tiền của con bé Trang thì trả lại đi cho cô. Tiền gì? Con không có lấy. Trời trời, nó vừa mới qua bên nhà con chơi, bây giờ nó mất tiền, con không lấy thì ai lấy? Cái đó thì con không có biết. Bây giờ cô không có nói nhiều, con có lấy tiền tự giác bỏ ra trả cho cô, cô sẽ xem như là không có chuyện gì xảy ra. Con không có lấy tiền mà cô. Không biết hả? Nghe nói là con rất thích chơi con búp bê đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, con ăn cắp tiền của bé Trang để mua búp bê còn gì? Dạ không có. Búp bê thì con thích thiệt, nhưng mà tiền của bạn Trang thì con có lấy. Đưa đây. Cô cô ơi, túi không có gì hết trơn á. Bạn em không có lấy đâu, mình đi về đi má. Biết cái gì mà nói, đi ra. Má. Cô. Bạn em không có lấy mà. Cô. Giấu đâu rồi trời. Ủa cô. Anh hai. Ủa cô. Cô lục gì trong nhà con vậy? Thì đó, con em của mày á, đang cắp tiền của tao nó không chịu trả. Bé An, em có lấy tiền của bạn không? Trả lại cho người ta đi. Anh hai, em có lấy tiền. Cô ơi, em con không có lấy đâu. Trời ơi, dễ gì mà nói chịu nhận. Giờ cô mất bao nhiêu? 200. Vậy để con đền cho cô nè. Nè, không có đền gì hết trơn á. 200 bạc là làm gì mà đền? Cô không cho con đền sao cô lục nhà con dữ vậy? Tôi lục á, tại vì tôi muốn làm sáng tỏ cái chuyện này. Mới chút xíu mà đã ăn cắp rồi, lớn lên ai chịu cho nổi. Cô, con không có ăn cắp. Anh hai, em có ăn cắp tiền. Cô ơi, cô hỏi lại bé Trang đi. Nhiều khi nó là mất ở đâu không chừng. Cái gì? Mất ở đâu hả? Nó qua đây thì nó không mất, ở đây thì nó mất ở đâu? Nhiều khi trên đường từ nhà qua đây nó làm rớt dọc đường, hay là cô đưa nó xong rồi bé Trang nó bỏ quên ở nhà không chừng cô. Thôi thôi đủ rồi, đừng có biện minh nữa. Anh em mấy người bên nhau á, ở đâu giấu là ở đâu, trả cho tôi. Cô còn lục nhà con nữa, con báo công an đó. Đi về, khi không tự nhiên đem tiền cho người ta ăn à. Ủa, mày tính đi đâu nữa vậy? Con tính đi dài dài đường kiếm đồ rớt. Đồ rớt gì? Ngoại. Hả? Nãy mẹ bé Trang mới qua đây á. Qua chi vậy? Cô nói cô mất 200 ngàn. Trời đất, mất tiền thì đi kiếm chứ qua đây làm chi? Ngoại. Cái gì?
cô đưa thừa em mình lấy. Cái gì? Bé An hả? Mà bé An nhà mình nó có làm chuyện đó không? Thì... Bé An! Bà ngoại tính hỏi nó coi á, nếu có lấy thì phải đem trả cho người ta, rồi xin lỗi đàng hoàng. Thiệt tình con với cháu dám làm cái chuyện đó nữa. Ngoại! Sao? Đừng có la em. Nãy con hỏi rồi, em nói nó không có lấy, đang nằm khóc trong nhà. Bé An khóc? Sao kỳ vậy? Thời nào giờ con nhỏ có khóc bao giờ đâu. Thôi ngoại, từ từ nói nó. Chắc tại nó không có lấy mà nó đều bị đổ thừa quan ức á. Quá, tao biết rồi, để tao vô tao hỏi nó coi làm sao. Dạ, ngoại vô coi nó nghe ngoại. Tiền ơi tiền, tiền làm ơn phước tiền ra giùm anh cái đi tiền. Đừng để anh lo tiền ơi tiền. Tiền ơi tiền. Kiếm gì vậy Tèo? Chú Hai. Ủa bộ con bồ mày nó chui xuống đất sao mày kiếm nó mày sang thở dữ vậy? Đâu có, con bồ con nó tinh gạo nó ở nhà kìa. Con đi kiếm tiền. Thì có con gạo, có gạo ăn rồi. Kiếm thêm tiền nữa làm chi cho nó lu bu. Rồi gạo với tiền rút của không có nha con. Trời, chú Hai đừng nói vậy. Lỡ năm gạo nó nghe nó hiểu lầm giận con chết. Vậy chứ mày kiếm cái gì? Con kiếm tiền. Mà là tiền xài á, chứ không phải là con nhỏ tin tiền. Ví dụ bé Trang nó qua nhà mày nó chơi nên là mất tiền chứ gì? Chú Hai biết luôn hả? Chú Hai kiếm phụ con chứ. Sao? Tao đâu có khùng như mày vậy. Tiền là mất ngoài đường. Biết bao nhiêu người đi qua đi lại. Làm gì còn mà kiếm. Đúng rồi ha. Ủa? Sao chú Hai biết vụ bé Trang mất tiền nhà con? Trời Phật ơi, mấy đứa nhỏ trong xóm đi học nói rùm trời sao không biết. Vả lại má của con bé Trang á, vô trường học nói với cô giáo, rồi đi ra ngoài nói với mấy đứa nhỏ, nó biết hết trơn rồi. Thiệt tình cái bà này chứ. Mày á, mày về mày coi con bé An canh chừng nó, rồi an ủi nó. Để nó còn nhỏ, nó hiểu chưa có tới. Đó. Còn nó bị người ta hiểu lầm vậy đó. Còn nó buồn, nó nghĩ quẩn, mất công lắm nghe. Đúng rồi, chú Hai nhắc con mới nhớ nữa. Thôi để con về con coi chừng nữa nghe chú Hai. Canh chừng nó đi. Dạ. Rồi vụ này để tao đi giải thích. Dạ dạ, con cảm ơn chú Hai nhiều. Thiệt tình xóm này, đủ thứ chuyện trên đời. Bé An, em làm gì vậy hả? Anh ra làm em hết hồn à. Em gọt xoài. Sao anh Hai nhìn em dữ vậy? Ờ sao hôm nay không chịu đi học ở nhà gọt xoài ăn vậy? Thôi em không đi học nữa đâu, mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, mình đi học mà mắc gì mắc cỡ? Thì cái vụ mấy Trang đó, má nói kiểu gì cũng mé với cô giáo cho coi. À, ai chứ bà đó chắc bà đi đồn giáp sớm cùng làng. Giờ chắc ai cũng biết hết trơn rồi. Nếu là anh Hai thì anh Hai có mắc cỡ không? Mắc cỡ chứ sao không. Ai mà đổ thừa anh ăn cắp tiền mà anh không có. Nhưng mà nếu như mình không có ăn cắp thì có gì đâu mình mắc cỡ. Em không có lấy. Đó, thì em không lấy thì em đâu có gì đâu mắc cỡ. Mà không mắc cỡ thì đi học đi. Em cứ đi học đi. Đứa nào mà dám nói về em hả? Về mét anh Hai, anh Hai xử nó cho. Mà lỡ nguyên cái lớp em hả? Nó nói hết. Rồi không lẽ anh Hai xử hết tụi nó? Ừ, xử hết luôn. Đứa nào mà dám ăn hiếp em của anh hả? Anh xử hết luôn. Vậy đi học đi nha. Dạ. Má ơi má, thuốc bổ của con đâu má?
cái lọ thuốc ở trong ngăn tủ bên cạnh tivi đó. Sao? Chú hai. Tao nghe nói bé An nó nghỉ học hôm qua nay hả? Dạ, nó nghỉ nằm trong nhà kìa, không chịu đi đâu hết trơn á. Thiệt tình nhé. Suy cho cùng á, cũng chỉ vì 200 ngàn à, mà con nhỏ phải nghỉ học. Bởi vậy, cũng tại miệng của mẹ con bé Trang, miệng bu lô ba la, có 200 ngàn làm như nhiều lắm vậy. Cái chuyện này á, mày phải giải quyết nhanh nhanh đi à. Để nó nghỉ học lâu gì không có tốt đâu nghe. Rồi mai mốt đi vô học á, thua sút bạn bè, rồi mặc cảm, rồi nghỉ học nữa đó. Đúng rồi ha. Mà con cũng có nói nó đó, mà không biết nói làm sao cho nó chịu đi học lại nữa. Bắt đầu từ đâu? Thì mình gỡ từ đó đi. Mẹ bé Trang gọi nè chú hai. Nghe có gì hả? Dạ con nghe cô ơi. Sao vậy cô? Gì hả? Dạ Dì để con qua liền. Dạ. Cái vụ gì hả? Chuyện của con để sau đi. Giờ con qua con chở bé Trang đi bệnh viện. Nó sao chở bệnh viện? Nó uống lộn thuốc ngủ của mẹ nó. Mày đã coi gì đi liền đi. Nhanh đi. Dạ. Ơi thiệt tình chứ. Con là cái chuyện của người lớn, bây giờ mấy đứa nhỏ có gánh chịu vậy? Xóm này nhất là thiệt tình. Ủa, Thím Tư. À, Tư ếch. Dạ, Thím đi đâu vậy? Tôi tính ra chợ mua con cá về kho tộ cho con mấy ăn nó ăn. Trời đất, Thím Tư đi chợ giờ này trưa trật rồi, làm gì còn cá ngon mà mua. Kệ nó đi chú, mình đi chợ trưa mua rẻ chút nào đỡ chút đó. Chứ mấy bữa nay con bé An nó có ăn uống gì đâu. Tôi tính bữa nay mua cái món mà nó thích đó về dỗ cho nó ăn. Trời đất ơi, vậy nó buồn cái chuyện mà người ta nghi ngờ nâng cấp đó hả? Thì đúng rồi đó, nó đã nói là nó không có lấy. Mà ác nhân cái Thím Mười á, cái miệng bả cứ bu lô ba la sùm lên, làm con nhỏ khóc suốt ngày rồi không có chịu đi học luôn nữa. Trời đất ơi, chuyện tới vậy luôn đó hả? Tôi cũng rầu nữa. Bởi vậy tôi mới nói thằng Tèo là lên xin cô giáo á, cho con nhỏ nghỉ mấy bữa đi, rồi chừng nào thẳng thẳng á, rồi mới xin cho nó đi học lại. Trời, tội nghiệp con nhỏ dữ gì kìa. Tôi ếch biết đó, nhà tôi á, thì là tuy nghèo thiệt, nhưng mà tôi dạy con dạy cháu á, là phải đói cho sạch, rách cho thơm, chứ không bao giờ mà làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó đâu chú. Thím Tư khỏi nói, thì đây người ta cũng biết hết trơn rồi. Bà con sống trong xóm mấy chục năm, Thím Tư sống làm sao, rồi con bé làm sao, người ta biết hết trơn rồi, không có tham lam cái chuyện đó đâu. Thì Tư ếch mà hiểu như vậy thì tôi cũng mừng lắm. Thôi để tôi đi chợ nghe, để chợ trưa rồi. Dạ Thím Tư đi. Tội nghiệp dữ trời. Dạ thưa anh hai, cũng may bữa đó có thằng Tèo nó chở mẹ con em đi bệnh viện, không thì bữa nay em hối hận. Thiệt tình, cô làm cha làm mẹ, mình la con cái nào đúng thì la, không đúng thì thôi. La đại la càng vậy bây giờ nhỏ ra nông nổi đó, đó thấy không? Dạ em biết em sai rồi. Tại vì nhân tiện cô qua đây á, tôi nhờ cô xác minh giùm tôi một số vấn đề. Cái nào có thì nói, còn không thì thôi, chứ đừng nói đại nói càng nha. Dạ chuyện chi anh hai cứ nói à. Chuyện con bé An á, dù cô có nghi ngờ nó chăng nữa, cô cũng không nên đi nói tùm lum, để làm cho nhỏ nó mắc cỡ, giờ nó nghỉ học rồi đó. Dạ em biết lần đó là em bậy lắm, em hơi nóng tính. Hơi gì cô, quá trời nóng luôn á. Bởi người ta nói nóng quá cái hư bột hư đường hết trơn à.
Dạ chính như vậy nên hôm nay em mới qua đây. Qua làm gì? Kiếm đàn chửi nhỏ nữa hay gì? Cô có chính mắt thấy con bé An nó lấy tiền hay là chỉ nghi ngờ nó thôi? Trời ơi, cô có thấy đâu, cô đổ thừa đại vậy đó mà. Thôi thôi, để tao nói. Nhảy vô hông tao mày ngồi hoài á. Cô xin lỗi. Mày xét vô lần nữa là tao đi về luôn á. Chú Hai, cô xin lỗi chú Hai. Dạ anh Hai ơi, không có ai lấy mà cũng không có mất ở đâu hết trơn á. Ủa là sao? Dạ, bữa đó em dọn phòng. Con này gái lứa gì mà học hành sách vở vứt tùm lum trời. Không có ý thức gì á. Trời ơi, đó, bữa đó cô qua đây, cô nhờ cô về nhà coi lại giùm con. Cô có rớt đâu không? Ai dè rớt trong phòng thiệt. Vậy mà cô chửi em con, cô đổ thừa em con lấy. Thôi mà cô xin lỗi, bữa đó nếu như mà cô không có hồ đồ thì hay biết mấy. Tôi nói cô nhiều lần rồi, mình lớn rồi. Đừng có nóng tính, tập cái tính lại cho nó điềm đạm lại. Đừng có nóng tính đông đổng lên nữa. Chuyện chưa có rõ trắng đen gì hết mà khẳng định là người ta lấy rồi đi nói tùm lum tà la cả xóm cả làng. Bây giờ cả xóm này nè, ta biết hết rồi. Làm sao nhỏ dám đi học? Anh Hai, thôi để em đi nói lại với hàng xóm với bà con á, là con bé An nó không có lấy tiền nha anh Hai. Phải nói chứ, nói để cho người ta hiểu. Trả lại cái sự trong sạch cho con nhỏ chứ. Bữa cô qua đây cô chửi hai anh em con muốn tắt bếp luôn. Ngóc đầu vậy không nổi gì. Thôi mà cô biết cô sai rồi, cô xin lỗi tụi con nha. Tôi nói rồi đó, rút kinh nghiệm, lần sau đừng có hồ đồ vậy. Làm ảnh hưởng mấy đứa nhỏ cô thấy không? Dạ em biết rồi anh Hai. Trời luôn á. Nè, tụi mình chơi chung đi. Dạ, tôi cũng có một con á. Dạ, vậy chút nữa á.